Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 2111, ẩn tình 3. Cơn giận của võ trực chính giã vẫn chưa tiêu hết, tao sở dĩ dẫn mày tới Trung Quốc chính là lo lắng mày ở trong nước phóng túng. Không ngờ dẫn mày đến đây mà mày vẫn thế, vẫn đang điếm qua ngày, hiện tại thì hay rồi, không ngờ còn đâm người ta. Thằng khốn nạn, nếu không phải vì việc của mày, chú trung đảo của mày có phải ăn nói khép nép đi cầu người khác không? Võ trực anh nam không nói được một lời, chỉ đầu, hắn từ nhỏ đã sợ cha, ở trước mặt cha luôn câm như hến. Võ trực chính giã thật ra cực kỳ yêu thương đưa con trai này, lần này vội vàng từ kinh thành tới đây, nguyên nhân thực sự không phải là giúp con trai xử lý rắc rối, mà là xem con trai bị thương thế nào, hắn ở sâu trong lòng không cho rằng chuyện con trai gặp phải phiền toái lớn, chỉ là sau khi con trai đột phát quái bệnh thì hắn mới trở nên khẩn trương. Võ trực chính giã xua tay về phía con trai, cút, đừng ở chỗ này làm tao tức thêm. Phó trực anh nam nghe thấy câu này thì như chút được gánh nặng, sau khi tạm biệt thì vội vàng trở về phòng. Phó trực chính giã thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, thằng khốn nạn này mang tới phiền toái cho trung đảo quân rồi. Trung đảo xuyên thái nói, chính giã huynh, và tôi quen biết nhiều năm rồi, là tương giao tâm đầu ý hợp, trong mắt tôi vẫn luôn coi anh nam như con trai của mình, sao lại cảm thấy phiền toái giữa tôi và anh không cần phải nói những lời khách khí này làm gì. võ trực chính dã nói, tôi nghe nói nguyên hòa hạnh tử đã đáp ứng yêu cầu của phía trung, muốn anh nam công khai xin lỗi, cũng bồi thường tổn thất cho công nhân bị thương. trung đảo xuyên thái thở dài nói, chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. võ trực chính dã nói, chờ chuyện này qua rồi tôi sẽ đuổi anh nam về nước hắn tạm dừng một chút rồi ghé sát vào trung đảo xuyên thái trương dương đó rốt cuộc là người thế nào lợi hại lắm à trung đảo xuyên thái nói hắn là con nuôi của phó thủ tướng văn cũng thiếu chút nữa trở thành con rể của bí thư tỉnh ủy bình hải tống hoài minh thân phận chỉ là thứ yếu mấu chốt là võ công của hắn vô cùng lợi hại từng đánh bại phục bộ nhất diệp cũng phế bỏ một cánh tay của phục bộ nhất diệp hai hàng lông mày của võ trực chính giã nhíu lại thì ra là hắn audio điện tử võ tấn bền. Trung đảo xuyên thái nói, phục bộ nhất diệp, phục bộ nhất sinh hai người đều trước sau giao thủ với hắn, tất cả đều thua ở trong tay của hắn, liễu sinh chính đạo được xưng là đại sư kiếm pháp đương đại cũng không phải là đối thủ của hắn. Võ trực chính giã khinh thường nói, ba người bọn họ căn bản không phải là cao thủ đứng đầu của phục bộ gia tộc và liễu sinh gia tộc, thắng bọn họ vẫn không chứng minh được gì. Trung đảo xuyên thái suýt nữa nói ra kinh lịch lúc trước lúc trước thảm bại dưới tay trương dương nhưng lời nói đến môi thì nuốt ngược trở vào võ trực chính dã nói nguyên hòa hạnh từ lần này vì sao thỏa hiệp với hắn cô ta trước đây làm việc không phải như vậy trung đảo xuyên thái nói có câu tôi không biết có nên nói với ngài hay không võ trực chính dã gật đầu nói anh nói đi trung đảo xuyên thái nhìn nhìn sang ở bên cạnh trong phòng khách còn có nghiêm quốc chiêu ngồi ở đó bởi vì hắn từ đầu đến cuối không nói gì khiến cho người ta rất dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn trung đảo xuyên thái không quen nghiêm quốc chiêu cho nên vẫn có chút kiêng kỵ nghiêm quốc chiêu là người thông minh võ trực chính giã đã đưa hắn tới đây chứng tỏ rất tín nhiệm hắn nhưng cách nhìn của võ trực chính giã không thể đại biểu cho cách nhìn của người khác nhìn thấy vẻ mặt của trung đảo xuyên thái nghiêm quốc chiêu mỉm cười đứng dậy tôi đi tâm sự với anh nam sau khi nghiêm quốc chiêu rời đi võ trực chính giã nói với trung đảo xuyên thái hắn là bằng hữu tốt của tôi trung đảo xuyên thái áy náy nói có thể là tôi cẩn thận quá võ trực chính giã nói quan hệ nhân mạch của hắn rất rộng tôi dẫn hắn đến vốn định giúp giải quyết chuyện của anh nam trung đảo xuyên thái nói thứ cho tôi nói thẳng chuyện trước mắt đã được giải quyết rồi không cần thiết phải tạo sóng nữa võ trực chính giã nói các anh xử lý chuyện này quá mức yếu đuối chẳng những phải công khai xin lỗi còn phải bồi thường một khoản tiền lớn, bảo tôi còn mặt mũi gì nữa. Phó trực chính giã thực sự rất bất mãn với kết quả xử lý hiện tại của bọn họ. Trung đảo xuyên thái thầm nghĩ anh là không rõ chi tiết của sự việc đó thôi, càng không biết sự lợi hại của Trương Dương, công khai xin lỗi cũng không phải là vì chúng tôi, là con trai anh không ra gì, hắn nếu không ra mặt xin lỗi thì chỉ sợ ngay cả cái đó cũng không được bảo đảm. Phó trực chính đã nhìn thấy Trung đảo xuyên Thái không đáp lại thì cũng đoán được Trung đảo không đồng ý với những lời này của mình. Hắn thở dài nói: Nếu đã quyết định rồi thì cứ làm đi. Đúng rồi, anh vừa rồi nói gì? Nguyên Hòa Hạnh Tử có vấn đề gì ư? Trung đảo xuyên Thái nói: Ngay từ đầu cô ta đã không muốn làm lớn chuyện này. Tôi cảm thấy cô ta đối với Trương Dương Hình như có chút khác lạ. Trung đảo xuyên Thái không nói rõ nhưng hắn rất giỏi lợi dụng kỹ xảo nói chuyện của mình để truyền đạt ý tứ của mình với võ trực chính giã. Võ trực chính giã nheo mắt lại, anh là nói cô ta có nảy sinh tình cảm với Trương Dương Ư. Trung đảo Xuyên Thái nói, chắc là không thể, có điều từ quan sát của tôi cho thấy, hình như giống. Võ trực chính giã gật đầu, hắn nghĩ nghĩ rồi nói, giúp tôi hẹn gặp Trương Dương này, tôi cũng muốn xem hắn thế nào. Trương đại quan nhân và tang bối bối hai người ở bên ngoài ngồi ước chừng một giờ, Trương đại quan nhân tất nhiên cảm thấy buồn chán, tăng bối bối tuy rằng xem rất chăm chú, có điều cũng không thu hoạch được quá nhiều tin tức. Có điều trong khoảng thời gian này cô ta vẫn bảo Trương Dương lặng lẽ đi lắp hai cái máy theo dõi lên hai chiếc Lexus đó. Cuối cùng đợi cho có người muốn đi, nghiêm quốc chiêu từ trên lầu xuống dưới cáo từ chủ nhân. Võ trực chính giã tiến nghiêm quốc chiêu ra ngoài cửa, nghiêm quốc chiêu lái xe rời đi. Đợi cho tất cả bình tĩnh rồi, Trương Dương và Tang Bối Bối hai người lặng lẽ rút lui khỏi biệt thự của Trung Đảo Xuyên Thái, rời khỏi khu biệt thự, trở lại bên trong xe của bọn họ. Tang Bối Bối mở máy theo dõi, rất nhanh từ trên màn hình tìm được tín hiệu vị trí của Nghiêm Quốc Chiêu, có thể thấy được Nghiêm Quốc Chiêu đang di động về phía bờ sông. Trương Dương nói, vẫn theo dõi à? Tang Bối Bối gật đầu nói, Nghiêm Quốc Chiêu này là người rất quan trọng, hắn phụ trách nhân vật mấu chốt phụ trách liên hệ của Trương Bích Quân và phía Nhật. Trương Dương khởi động ô tô, nói khẽ có lẽ tối nay chúng ta có thể nhìn thấy Trương Bích Quân. Nghiêm Quốc chiêu lái xe tới thẳng bến tàu Hồng Tinh ở bờ sông, Trương Dương và Tang Bối Bối khi tới bến tàu thì nhìn thấy Nghiêm Quốc chiêu đã xuống xe ở bến tàu, khóa xe xong thì đi về phía bến tàu, ở đó có một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước. Bởi vì lo lắng bị người ta phát hiện hành tung, Trương Dương và Tang Bối Bối không dám tới quá gần, người tới đi lên chỗ cao, Tang Bối Bối thông qua kính viễn vọng nhìn tình cảnh bến tàu ở xa liền thấy Nghiêm Quốc Chiêu đã đi lên tàu thủy, một nữ nhân mặc áo đen đang đứng trên tàu, không phải Trương Bích Quân thì còn là ai. Tang Bối Bối nhìn thấy cửu nhân sát hại anh trai mình thì lập tức lửa giận sộc lên, cô ta hận không thể hiện tại xông lên một phát bắn chết nữ nhân độc ác này. Trương Dương cũng nhìn ra biến hóa tình tự của cô ta, nói khẽ đừng xung động. Tang Bối Bối đưa kính viễn vọng cho hắn, Trương Dương nhìn vào kính viễn vọng, nhìn thấy Trương Bích Quân đứng trên sàn tàu, bắt tay với Nghiêm Quốc Chiêu. Hai người cùng nhau đi vào khoang thuyền, sau đó thì tàu chậm rãi khởi động, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Trương Dương nói khẽ, nữ nhân này chẳng lẽ thực sự cấu kết với người Nhật Bản ư? Chẳng lẽ cô ta bán cơ mật của quốc gia chúng ta cho người Nhật Bản? Tang Bối Bối nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá đắt. Trương đại quan nhân nhìn khuôn mặt tràn ngập sát khí của Tang Bối Bối, không biết là bị dọa hay là bị gió lạnh ùa vào mặt mà đột nhiên hắt xì, nữ nhân quả nhiên là không thể đắc tội nhìn tàu thủy càng đi càng xa, Trương Dương nói, người đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Tang bối bối nói, chờ một chút, nghiêm quốc chiêu đó sẽ không đi lâu đâu, hắn là đang báo cáo tình huống với Trương Bích Quân, không lâu nữa hắn sẽ trở về. Trương Dương nói, sao? Cô định bắt nghiêm quốc chiêu để nghiêm hình bức công à? Tang bối bối nói, tạm thời không muốn manh động, có điều trước tiên phải tra ra hành động của hắn ở Đông Giang. Trương Dương nhìn thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy thì cũng chỉ có thể chờ với cô ta, hai người đợi hai tiếng đồng hồ ở bờ sông, vẫn không thấy chiếc tàu đó trở lại, Trương Dương thở dài nói, xem ra Trương Bích Quân là chuẩn bị giữ hắn lại qua đêm. Tang bối bối nói, thôi, về đi. Hai người khi đi qua quảng trường lầu canh, Trương Dương đề nghị đi ăn đêm, Tang bối bối không có tâm tình ăn uống, nhưng nhìn thấy bộ dạng hứng chí giạt rào của Trương Dương thì cũng không đành lòng làm hắn mất hứng. Hai người tới quảng trường Mỹ Thực, Trương Dương gọi một một chậu tôm hùm, hai món ăn lạnh và hai chai bia. Tang bối bối lắc đầu nói, tôi không uống bia, đỡ phải vào toilet, anh uống đi, tôi ăn cơm được rồi. Trương 2112, ẩn tình 4 Trương Dương rót cho cô ta một ly, một mình uống rượu là chuyện tịch mịch cỡ nào chứ? Tang bối bối nói, tật xấu đúng là không ít, uống rượu cũng phải bắt người ta tiếp. Trương đại quan nhân nói, nếu không phải cô lôi tôi ra đây thì lúc này tôi đang nằm ngủ yên lành rồi. Tang bối bối nói, nghe ý của anh thì ngủ cũng phải có người tiếp anh hả? Trương Dương mỉm cười, vốn cũng có, nhưng hiện tại thì không có rồi. Cô bồi tôi nhé, tối nay cô ngủ với tôi. Rõ ràng là những lời rất vô sỉ, nhưng hắn lại nói rất tự nhiên. Tang bối bối nói, đừng có dở trò lưu manh với tôi, tôi nếu thực sự ngủ cùng anh một đêm, chắc anh chả dám ngủ đâu. Vì sao, thực sự coi mình là cọp mẹ à? Tang bối bối nói, anh không sợ tôi một đao đam xuống, kết thúc đời anh à, để anh có thể sống mãi những ngày trong ý dâm. Trương đại quan nhân cầm chín bia lên uống ừng ừng, chép miệng nói, nỡ không? Tang bối bối không nhịn được cười nói, loại người như anh chính là tự cho mình rất cao, luôn cảm thấy người trong thiên hạ đều coi anh là bảo bối, đều thích anh, thật ra anh không có mị lực lớn như vậy đâu. Anh không phải là loại người mà tôi thích trương đại quan nhân không hề bởi vì sự đả kích của cô ta mà tức giận vậy cô thích loại nào cao lớn anh tuấn cường tráng uy mãnh hình như tôi ít nhiều cũng giống đấy tang bối bối nói tôi đã nói anh vô liêm sỉ mà anh cho rằng tôi tục như anh à chỉ nhìn diện mạo của người ta ư trương đại quan nhân nói cô là nói tôi không có nội hàm tang bối bối nói anh cuối cùng cũng nói ra được một câu biết mình biết ta đấy tôi thích người thành thục nội liếm không thích loại miệng lưới trơn tru như anh ở bên cạnh anh tôi không cảm thấy an toàn không biết anh sẽ mang tôi đi bán lúc nào trương đại quan nhân cười ha ha tang bối bối nói anh cười cái gì có phải cảm thấy bị đả kích vẫn chưa đủ cứ muốn bước tôi nói ra những lời tổn thương anh hay không trương dương nói ở cùng một chỗ với tôi không có cảm giác an toàn ư tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nữ hài tử nói như vậy đấy tang bối bối nói anh chính là một con sắc lang Ai ở cùng một chỗ với anh cũng không thấy an toàn." Trương đại quan nhân nói, "Sợ thì mới có thể yêu, yêu rồi mới sợ, đạo lý đơn giản như vậy mà chẳng lẽ cô cũng đều không hiểu cũng không hiểu ư?" Tang Bối Bối nói, "Tôi phát hiện khi chúng ta ở riêng với nhau, anh không bao giờ bỏ lỡ thời cơ để khoe khoang sự phong tình của mình, tôi hôm nay thanh minh với anh nhé. Tôi không hề có một chút hứng thú nào với cái anh gọi là mị lực cả, sở dĩ tôi lựa chọn ngồi cùng một chỗ với anh là vì tôi muốn lợi dụng anh." tôi muốn thông qua anh để đạt được mục đích báo thù, anh hiểu chưa? Trương đại quan nhân gật đầu. Tang bối bối lại nói, hiểu thật à? Trương Dương nói, hiểu, hiểu trăm phần trăm. Cô muốn báo thù cho anh của cô, nhưng bản thân cô lại không làm được, cho nên chỉ có thể lựa chọn liên thủ với tôi. Thông minh, cho nên chúng ta chỉ là người hợp tác, quan hệ của chúng ta chỉ có thể tới mức này thôi. Trương Dương nói, không phải là người hợp tác, là tôi đang giúp cô, nếu nếu có một ngày tôi giúp cô giải quyết xong tâm nguyện cô có phải sẽ cân nhắc lấy thân báo đáp hay không tang bối bối chừng mắt lườm hắn trương dương à trương dương anh không thể trở nên cao thượng hơn một chút à trương dương nói tôi trước giờ cũng không phải là một người cao thượng thằng cha này uống cạn bia trong cốc lớn tiếng nói cho thêm hai chai khí phách khi trương đại quan nhân uống rượu thậm chí hơn cả khi hắn động võ tang bối bối rất kiên nhẫn nhìn hắn uống rượu chén rượu trước mặt mình thì lại một chút cũng không động trương dương nói có nghĩ tới về sau cô sẽ làm gì không báo thù tan bối bối trả lời một cách kiên định sau khi báo thù xong thì sao nếu ả à, họ trương chết trong tay cô rồi về sau có sẽ làm gì tan bối bối ngẩng đầu nhìn sao sáng trên trời đột nhiên yên lặng qua một hồi lâu mới có lẽ tôi sẽ đi khắp mỗi mỗi ngõ ngách của thế giới đi tới đâu được thì đi dùng hai chân của cô để đo đạc địa cầu à tang bối bối gật đầu trương dương nói thật ra ý nghĩa sinh tồn của nữ nhân không phải là chỉ dùng hai chân của cô ta đo đạc địa cầu mà là dùng cái đó để đo đạc thằng nhỏ của nam nhân trương đại quan nhân hôm nay không biết là tác dụng của cồn hay là gì mà càng nói càng hạ lưu tang bối bối mặt đỏ bừng cô ta bỗng nhiên cầm cốc bai trước mặt hất thẳng vào trương dương trương đại quan nhân không hề tránh né bị cô ta hắt cho cả người đầy bia xung đột giữa hai người lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người ở đây, Trương Dương không cảm thấy xấu hổ chỉ nào, chỉ bật cười hắc hắc. Tang bối bối không biết vì sao cũng cười, cô ta môi, trên mặt hiện ra vẻ quyến rũ không cách nào hình dung được, thấp giọng gắt đồ lưu manh. Tuy rằng là đang mắng người ta, nhưng khi nói ra lại đầy ấm áp và ngọt ngào. Trương Dương nói, tôi không muốn cô đi đo đạc địa cầu, tôi không ở bên cạnh cô thì ai sẽ bảo vệ cô. Tang Bối Bối nói, tôi không cần người khác bảo hộ. Trương Dương nói, nữ nhân đều cần được bảo hộ, cho dù là nữ cường nhân như Trương Bích Quân, ở sâu trong lòng của cô ta chắc chắn cũng cần nam nhân che chở. Những lời này của Trương Dương nói không sai. Trương Bích Quân đứng trên sàn tàu, nhìn nước sông tối đen, lặng lẽ thở dài. Nghiêm Quốc Chiêu đứng bên cạnh cô ta, hai tay dựa vào dựa vào Lan Can, mỉm cười nói, tâm tình của cô không tốt à? Trương Bích Quân nói, thật sự không nhớ nổi có gì có thể khiến cho tôi vui vẻ. Nghiêm Quốc Chiêu nói, võ trực chính dã muốn gặp mặt Trương Dương. Trương Bích Quân nói, cho dù là gặp mặt thì sao? Hắn cho rằng Trương Dương xe nhượng bộ hắn ư. Nghiêm Quốc Chiêu nói, có một điểm tôi không rõ, nếu hắn thủy chung gây phiền toái, vì sao không dứt khoát giải quyết hắn đi? Trương Bích Quân nói, Minh Tiên sinh không cho, hắn không muốn tiếp tục tạo nên sóng gió. Hắn muốn thu tay ư, trương bích quân nói chuyện không nên hỏi thì anh tốt nhất đừng hỏi quốc chiêu chuyện tôi bảo anh cha đã có kết quả chưa nghiêm quốc chiêu gật đầu nói tôi đã điều tra rất nhiều tư liệu về nguyên hòa hạnh tử cô ta và minh tiên sinh không hề có bất kỳ quan hệ gì lần này tới bắc cảng đầu tư trên thực tế đều là đề nghị của sơn mỗ tiên sinh trương bích quân nói giữa cô ta và sơn mỗ rốt cuộc là quan hệ gì nghiêm quốc chiêu nói chắc không có quan hệ gì sau khi cô ta tới Trung Quốc thì cũng không chủ động liên hệ với Sơn Mố Tiên Sinh. Trương Bích Quân nói, anh tin trên đời này có hai người có bộ dạng giống hệt nhau ư. Nghiêm Quốc Chiêu nói, thế giới lớn như vậy thì cái gì mà chẳng có, bất kỳ chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Trương Bích Quân nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Quốc Chiêu, khi cố gia đồng gặp chuyện không may ở Niagara, cảnh sát lúc ấy không hề tìm được thi thể của cô ta. Nghiêm Quốc Chiêu nói, trong dạng thời tiết đó, từ chỗ cao rơi vào sông Niagara lạnh thấu xương, tỷ lệ sống sót cơ hồ là bằng không. Trương Bích Quân nói, anh giúp tôi điều tra cô ta, phải điều tra rõ thân phận của cô ta. Nghiêm Quốc Chiêu nói, căn cứ vào tư liệu trước mắt mà tôi có, thân phận của cô ta chắc không có nghi vấn quá lớn. Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao cô ta mở một mặt lưới cho Trương Dương? Nguyên hòa hạnh tử mà chúng ta biết vốn không phải là như vậy. Nghiêm quốc chiêu nói, chuyện điều tra cô ta nếu như bị sơn mỗ tiên sinh biết, hắn liệu có khó chịu không? Trương Bích Quân lắc đầu nói, quốc chiêu, anh biết tôi đang lo lắng chuyện gì không? Nghiêm quốc chiêu không nói gì, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Bích Quân. Trong mắt Trương Bích Quân lộ ra ánh mắt đau khổ và dối rắm hắn căn bản không quan tâm tới bất kỳ ai cả, tôi lo lắng tất cả chúng ta chỉ là quân cờ để hắn bố cục. Trước đây tôi vẫn cho rằng hắn sau khi đạt được mục đích thì sẽ rút tay, nhưng hiện tại tôi phát hiện, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao phải làm những việc này, ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào thì nên dừng tay. Trên mặt Nghiêm Quốc Chiêu lộ ra vẻ lo lắng. Trương Bích Quân nói: "Quốc Chiêu, ở bên cạnh tôi, người tôi tín nhiệm nhất chính là anh. Nếu anh không giúp tôi thì tôi thật sự không biết kế tiếp nên làm gì." Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Bắc Cảng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đầu mâu đang từng bước chỉ về phía Hạng Thành, tình thế càng lúc càng trở nên ác liệt." nếu hắn là người thông minh thì hiện tại nên sớm thu tay. Trương Bích Quân nói, tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Người Nhật Bản, người Hong Kong, người Đài Loan, lợi ích tầng tầng này lại giống như tầng tầng lưới, nhìn thì có được rất nhiều, nhưng những tầng võng này cũng buộc hắn càng chặt. Tôi lo lắng rồi sẽ có một ngày tấm lưới này đột nhiên thắt lại, đến lúc đó cho dù muốn thu tay thì cũng muộn rồi. Nghiêm Quốc Chiêu nói, những cái này có liên quan gì tới Nguyên Hòa Hạnh Tử? Trương Bích Quân nói, anh không biết ư, Người hắn hận nhất trong cuộc đời này chính là Cố Doãn Chi. Cừu hận của một người có thể chôn giấu nhiều năm như vậy ư? Trương Bích Quân thở dài, tôi không sợ hắn báo thù, tôi chỉ tôi chỉ lo lắng. Hiện tại chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không thể nắm được đại cục nữa rồi. Chương 2113, đạo lý 1. Chương 1160, đạo lý. Nghiêm Quốc Chiêu nói, lời của cô tôi có chút không hiểu. Trương Bích Quân nói, hiện tại khác với trước đây, lão gia tử đã không còn, lòng người cũng sẽ thay đổi. Nghiêm Quốc Chiêu nói, tình huống cũng không ác liệt như cô nghĩ đâu, cho dù có một số người bại lộ, nhưng vẫn không thể liên lụy đến tới chúng ta, lại càng không liên lụy đến hắn. Trương Bích Quân nói, nếu anh cẩn thận quan sát chuyện xảy ra gần đây, anh sẽ phát hiện, thật ra tất cả cũng không phải là ngẫu nhiên, có một cỗ lực lượng không nhìn thấy đang triển khai hành động nhằm vào chúng ta. Cái đó có liên quan tới Trương Dương ư? Trương Bích Quân nói, hắn căn bản không rõ ẩn tình. Cô ta tạm dừng một chút rồi lại nói, Quốc Chiêu, đừng dính vào những phiền toái không cần thiết, hiện tại đầu tiên phải điều tra rõ thân phận chân chính của Nguyên Hòa Hạnh tử, cố gắng lấy được tất cả những tư liệu có thể. Nghiêm Quốc Chiêu nói, thật ra có người cảm thấy hứng thú với chuyện này hơn chúng ta nhiều. Trương Bích Quân hơi ngẩn ra, cô ta lắc đầu nói, Vĩnh Viễn đừng coi thường Trương Dương người thanh niên này rất khó đối phó. Trương đại quan nhân đêm nay ngủ một mình, tuy rằng thằng cha này có một số ý đồ, nhưng hắn cũng không làm chuyện bắt buộc người khác, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng, giấc ngủ này rất ngon, khi Trương Dương đứng dậy tắm rửa, Chu Sơn hổ tới, sau khi tới Đông Giang, hắn ở trong nhà bạn gái Lưu Hy Đình, chủ nhiệm hội quản ủy nội thành mới Đông Giang Lưu Bảo Toàn là nhạc phụ tương lai của hắn, hiện tại cũng càng nhìn càng thuận mắt thằng con rể tương lai này, lần này muốn con gái và con rể cùng nhau về công tác Đông Giang. Cái này cũng không trách được hắn, cha mẹ nào mà trả thương con. Lưu Bảo Toàn cũng muốn con gái và con rể đều ở bên cạnh mình. Chu Sơn Hổ nói ra ý tứ của Lưu gia. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lưu chỉ có một cô con gái, hắn muốn hai người tới Đông Giang cũng là chuyện rất bình thường, người lớn rồi ai mà không muốn con cái ở bên cạnh. Hổ tử, tôi thấy lần này cậu tôn trọng ý kiến của Hy Đình đi, cậu hiện tại đã trưởng thành rồi, không thể cứ thủy chung đi theo bên cạnh tôi làm lái xe được tôi thích tôi thích cả đời lái xe cho anh chu sơn hổ lớn tiếng nói trương dương cười nói cậu thích nhưng tôi không thích bản thân tôi cũng không phải là không biết lái xe tôi có tay có chân không cần cậu phải lái xe cho tôi nhân lúc còn trẻ tuổi cố gắng mà học hành cơ hội học tập bồi dưỡng ở đông giang thì lớn hơn bắc càng nhiều cậu tới đó công tác có cha của hy đình chiếu cố cậu tiền đồ khẳng định rất sáng lạn chu sơn hổ nói tôi không muốn dựa vào cha cô ta trương dương nói xã hội hiện tại có quan hệ mà không dùng mới là ngốc thằng nhóc cậu không ngốc chứ hả chu sơn hổ nói hi đình vốn đã đáp ứng rồi đồng ý theo tôi công tác ở tân hải ai ngờ cô ta lại đột nhiên thay đổi thay đổi hiện tại nói nếu tôi không đến đông giang thì cô ta sẽ không kết hôn với tôi trương dương cười nói nữ hài tử đều là như vậy cả tôi thấy cô ta cũng không phải là tùy hứng đâu đó là trưởng thành rồi biết hiếu thuận với cha mẹ, hổ tử à, chúng ta là đàn ông, phải thành toàn cho người ta. Chu Sơn Hổ gật đầu. Lúc này điện thoại trong phòng vang lên, Trương Dương đi tới nhất, lại là điện thoại của Trung Đảo Xuyên Thái. Hắn mời Trương Dương buổi trưa tới cư tử Ốc ăn cơm, buổi trưa hôm nay là võ trực chính giã làm ông chủ. Kể ra thì Trung Đảo Xuyên Thái gần đây cũng mệt, vì chuyện của võ trực anh Nam mà tốn không ít nước bọt. Trương Dương đáp ứng khá sảng khoái. Hắn cũng muốn gặp vị quan ngoại giao đến từ Nhật Bản này. Trương Dương tới cư tử ốc đúng giờ, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc của cư tử ốc. Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc mới quen cố giai đồng. Cảnh vật vẫn như trước, chỉ là hiện tại bọn họ đã âm dương xa cách. Mỹ hạc tử mặc kimono màu bạc xuất hiện ở ngoài cửa. Cô ta bảo dưỡng rất khá, nhiều năm như vậy rồi mà bộ dạng cơ hồ không thay đổi. Hành lễ với Trương Dương, bí thư Trương tới rồi. Hoàn cảnh sẽ thay đổi một người. Hiện tại Mỹ Hạc Tử cũng đã rõ quan hàm của Trung Quốc, nếu là trước đây, từ bí thư này cô ta rất khó lý giải, cũng là sau khi tới Trung Quốc thời gian dài cô ta mới hiểu được ở đây thường thường đều là bí thư định đoạt. Trương Dương mỉm cười nói, tỉnh thượng phu nhân phong thái vẫn như xưa. Mỹ Hạc Tử mỉm cười, cô ta dẫn Trương Dương đi vào trong. Sau khi Trương Dương tiến vào cư tử ốc thì thay quốc gỗ, Mỹ Hạc Tử đưa hắn tới trước phòng, mở cửa, bên trong có ba người đang khoanh chân ngồi người thứ nhất là Trung Đảo Xuyên Thái, người thứ hai là tỉnh Thượng Tính, người nọ ngồi đối diện với cửa chính là Phó Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Võ Trực Chính Giã. Trương Dương cởi guốc gỗ đi vào, hành lễ với ba người. Hắn khoanh chân ngồi vị trí ở cạnh cửa, vừa hay ngồi đối diện với Võ Trực Chính Giã. Võ Trực Chính Giã quan sát người thanh niên trước mắt, hai ngày nay bởi vì duyên cớ của con trai, hắn rất chú ý tới tư liệu của Trương Dương. Mới phát hiện người thanh niên này quả nhiên rất không đơn giản, chẳng trách con trai lại thất bại thảm hại ở trên tay hắn cũng khó trách trung đảo xuyên thái và tỉnh thượng tĩnh đều tôn sùng hắn như vậy võ trực chính giã bắt đầu từ tạ lỗi hắn vái trương dương thật sâu rồi nói lần này khuyển tử đã mang tới không ít phiền toái cho trương tiên sinh rồi trương dương mỉm cười nói tôi không cảm thấy phiền toái gì cả lần này hắn mang tới không ít phiền toái cho trung đảo tiên sinh mới đúng trung đảo xuyên thái cười cười dẫn kiến trương dương với võ trực chính giã trương dương vươn tay về phía võ trực chính giã võ trực chính giã cũng vươn tay ra bàn tay của võ trực chính giã vô cùng to ngón tay thon dài khớp xương thô to lòng bàn tay đầy vết chai tuy rằng chỉ bắt tay nhưng trương dương đã cảm thấy bàn tay của võ trực chính giã đầy lực độ bởi vậy đoán võ trực chính giã chắc là võ lâm cao thủ trương dương nói đại sứ tiên sinh cũng tập võ ư võ trực chính giã nói từng học một ít không thủ đạo và kiếm đạo có điều tôi tập võ chỉ là vì sức khỏe không phải để tranh cường đấu ngoan trương dương mỉm cười gật đầu rất nhiều lúc dựa vào vũ lực không giải quyết được vấn đề nhưng anh nếu không có vũ lực thì người khác sẽ cảm thấy anh rất dễ bắt nạt anh nói xem có đúng không thằng cha này một lời hai nghĩa võ trực chính giã lão luyện thế nào chứ hắn lập tức nghe ra ý tứ của trương dương lạnh lùng nói quý quốc không phải thường nói lấy đức thu phục người ư còn nói có lý thì đi khắp thiên hạ vô lý thì nửa bước cũng khó đi Trương Dương nói, đại sứ có vẻ tìm hiểu rất kỹ về văn hóa Trung Quốc, nhưng quốc gia chúng tôi còn có một câu châm ngôn, đó gọi là chính quyền từ báng súng mà ra. Phó trực chính đã nói, hiện tại là thế giới hòa bình, người Nhật Bản chúng tôi tôn trọng hòa bình hữu ái, rất bài xích vũ lực, vũ lực không giải quyết được vấn đề. Trương đại quan nhân nghe thấy những lời này thì rất không thuận tai, ai cũng có tư cách nói những lời này, nhưng người Nhật Bản bọn họ thì không có tư cách cái gì gọi là người Nhật Bản bọn họ tôn trọng hòa bình hữu ái, thế chiến thứ hai kết thúc được bao năm rồi, chẳng lẽ đám quỷ Nhật Bản này đã xóa đi hết tất cả những hành vi phạm tội xâm lược trước đây ư? Trương Đại Quan Nhân nói, không ăn chút đau khổ thì khó mà nhớ lâu, các anh phải tiếp nhận bài học lịch sự, vĩnh viễn đặt hóa bình lên trước nhất, đừng có dở cái trò chủ nghĩa quân phiệt nữa. Trong nụ cười của võ trực chính giã tràn ngập lãnh ý, trong mắt hắn, Trương Dương chỉ là một quan viên bé bằng hạt vừng của Trung Quốc, còn chưa có tư cách ngồi cùng bàn với mình, nếu không phải vì con trai thì võ trực chính giã tuyệt đối sẽ không làm ra nhượng bộ như vậy. Hạ mình mời một quan viên của thành phố cấp huyện một người Trung Quốc ăn cơm, co dù hắn biết Trương Dương có chút bối cảnh, nhưng những bối cảnh này vẫn chưa không đủ để trở thành lý do để mình xem trọng hắn. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt võ trực chính giã, Trương Dương cũng đã cảm thấy sự cuồng ngạo của người này, nụ cười trên mặt võ trực chính giã nụ cười không che giấu được sự cao ngạo và khinh thường trong nội tâm hắn, hắn nói khẽ Trương Tiên Sinh còn trẻ, vẫn chưa rõ được đoạn lịch sử trước đây. Trương Dương nói, lịch sử tôi nhìn thấy thì sâu sắc hơn đại sứ rất nhiều. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân tuyệt đối không sai, lão tử từ triều đại tùy tới, nếu luận về bối phận thì không biết là cao hơn võ trực chính giá anh bao nhiêu, bàn lịch sử với lão tử à. Cả người tôi đều là lịch sử đây. Võ trực chính giã cười nói, nhận thức về lịch sử là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, góc độ nhìn nhận của chúng ta về lịch sử bất đồng, cho nên cái nhìn tất nhiên cũng bất đồng. Trương Dương nói, lời này của Đại sứ Tiên Sinh khiến tôi có chút không rõ, theo ý anh thì Nhật Bản các anh lúc trước có phải người phát động chiến tranh xâm lược hay không? Phó trực chính giã nói, Trương Tiên Sinh, tôi hôm nay tìm anh không phải để đàm luận về lịch sử. Trương Đại Quan Nhân nói, Đại sứ hôm nay tìm tôi rốt cuộc là vì gì? chương 2114, Đạo Lý 2 Võ trực chính đã nói hôm nay mời trương tiên sinh tới đây là để xin lỗi anh về chuyện của quyền tử trương dương cười ha ha nói chuyện đã được giải quyết rồi công tử nhà các anh đã đáp ứng đăng báo công khai xin lỗi gánh vác trách nhiệm về hành vi phạm tội mà hắn đã phạm phải người trung quốc chúng tôi làm việc khoan hồng độ lượng họa không liên quan tới cha mẹ võ trực anh nam đã là một người trưởng thành hắn theo lý thì nên tự chịu trách nhiệm về hành vi sai lầm của mình võ trực chính đã nói tôi là một quan ngoại giao từ góc độ chức nghiệp của tôi cho thấy chuyện này vốn không nên làm lớn như vậy trương dương nói tôi cũng không mà làm lớn chuyện nhưng quý phương trong chuyện lần này rất thiếu thành ý không những không dám gánh vác hậu quả còn ý đổ đẩy trách nhiệm của sự kiện lần này lên người chúng tôi chính là một số người của các anh thiếu tinh thần trách nhiệm và dũng khí mới tạo thành cục diện trước mắt của chúng ta cá nhân tôi cho rằng các anh nên nghĩ lại một chút mới đúng Trương đại quan nhân hiển nhiên không vì võ trực chính giã là phó đại sứ phía Nhật mà lưu lại bất kỳ tình cảm nào cho hắn. Võ trực chính giã nói, Trương tiên sinh có lẽ vẫn không nhận thức được. Chuyện hôm nay sẽ gây cho anh rất nhiều phiền toái. Trương Dương mỉm cười, tôi có thể lý giải những lời này của đại sứ tiên sinh là uy hiếp không? Võ trực chính giã lắc đầu, tôi nếu đã công nhận kết quả của chuyện này thì sẽ không làm ra hành động vi phạm quy tắc, nhưng, Trương Tiên Sinh có biết hành vi của anh đã đắc tội với giới võ học Nhật Bản hay không? Trương Dương cười nói, đại sứ Tiên Sinh là nói chuyện tôi đánh bại Liễu Sinh chính đạo ư. Phó trực chính giã nói, Trương Tiên Sinh không biết địa vị của Liễu Sinh ra và phục bộ ra ở Nhật ư. Trương Dương bưng chén rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi nói, chỉ cần Quang Minh chính đại tới thì tôi không sợ gì cả. Phó trực chính giã mỉm cười gật đầu, chậm rãi đẩy một phong thơ tới trước mặt Trương Dương. Liễu sinh ra ủy thác tôi gửi cho anh một phong thơ. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn cầm lá thư này, lưu ý thấy khóe mắt của Trung Đảo Xuyên Thái giật giật, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Trương Dương cười cười, đưa lá thư này cho Trung Đảo Xuyên Thái, tôi không hiểu nhật ngữ, Trung Đảo tiên sinh xem giúp tôi. Trung Đảo Xuyên Thái mở phong thư ra, nhìn thoáng qua, ánh mắt lại nhìn về phía võ trực chính giã. Võ trực chính giã ra hiệu hắn lớn tiếng đọc ra. Trương đại quan nhân chưa nghe xong đã biết đây là cao thủ số một của liễu sinh gia tộc liễu sinh nghĩa phu hạ chiến thư với mình, mình đánh bại liễu sinh chính đạo, khiến cho cả liễu sinh gia tộc cho rằng đây là sỉ nhục, cho nên người ta vượt biển muốn tìm mình trả thù. Trương Dương không cho rằng đây chỉ là một hồi tranh chấp sang hồ bình thường, võ trực chính giã hiển nhiên có tác dụng đưa đẩy mấu chốt trong đây. Trung đảo xuyên thái đọc xong lá thư này, Trương Dương gật đầu nói, được, giúp tôi viết lại một phong thơ nói tôi đáp ứng nói xong câu đó hắn đứng dậy cáo từ võ trực chính dã mời hắn ăn bữa cơm này tuyệt đối không phải là để giải hòa mà là muốn thị uy và khiêu chiến tỉnh thượng tĩnh tiến trương dương ra ngoài cửa tới trước xe của trương dương tỉnh thượng tĩnh đột nhiên thở dài bí thư trương vì sao không chịu nhượng bộ một chút trương dương mỉm cười nói những lời này của tỉnh thượng tiên sinh có ý gì tỉnh thượng tĩnh nói võ trực tiên sinh là người rất sĩ diện hắn từ kinh thành đặc biệt tới đây đủ để biểu hiện ra thành ý của hắn rồi. Nếu Bí Thư Trương đồng ý vứt bỏ yêu cầu bắt phó trực anh Nam công khai xin lỗi thì có lẽ hắn có thể đứng giữa quay vần, khiến Liễu Sinh ra hủy bỏ khiêu chiến đối với anh. Trương Dương nói, nếu tôi không đáp ứng, có phải Liễu Sinh nghĩa phu đó sẽ tìm tới cửa nhà tôi hay không? Hắn nhìn nhìn tỉnh Thượng Tĩnh, anh cho rằng tôi sợ võ sĩ Nhật các anh à. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, Liễu Sinh Nghĩa Phu là cao thủ kiếm thuật số một của Liễu Sinh ra, ra tay tất thấy máu tươi, là tài năng của giới kiếm thuật Nhật Bản, năm qua năm qua chưa từng gặp một lần thất bại nào. Ngữ khí của Trương đại quan nhân tràn ngập trào phúng, nghe ra thì hình như rất lợi hại. Tỉnh thượng Tĩnh nói, bí thư Trương hay là thận trọng cân nhắc lại đi. Trương Dương nói, không việc gì phải cân nhắc cả, này Liếu Sinh nghĩa phu này muốn tự rước lấy nhục thì cứ để hắn đến đây đi. Còn nữa, giúp chuyển cáo cho đại sứ tiên sinh, yêu cầu của tôi sẽ không thay đổi nếu hắn thực sự trong lòng khó chịu thì như vậy đừng giúp người khác đưa chiến thư, nếu hắn tự mình tới thì tôi sẽ ngoại lệ nhận lời khiêu chiến của hắn. Tin công khai tạ lỗi của võ trực anh Nam xuất hiện trên Nhật Báo Bình Hải ngày hôm sau, đây là ước định với Trương Dương, cũng có nghĩa là hắn triệt để nhận thua trước Trương Dương, tuy rằng tin xin lỗi của hắn không phải là xuất hiện trên trang nhất, cũng không chiếm độ dài quá lớn, nhưng trong sự giải của rất nhiều người có ý nghĩa vô cùng trọng đại, người dân thì xem náo nhiệt, nhìn thấy là người Nhật Bản cúi đầu trước người Trung Quốc chúng ta, rất nhiều lãnh đạo thì nhìn thấy là tranh cãi lần này đã được giải quyết. Phía Nhật xin lỗi là tin vui, đồng thời có nghĩa là phiền toái của Trương Dương đã kết thúc. Trương Đại Quan Nhân vốn định sau khi giải quyết chuyện này thì lập tức trở về Bắc Cảng, lại đột nhiên nhận được điện thoại của tỉnh trường Chu Hưng Dân, bảo hắn tới văn phòng tỉnh trưởng một chuyến. Đối với triệu hồi của tỉnh trưởng Đại Nhân, Trương Dương tất nhiên không dám chậm trễ, sau khi nhận được điện thoại thì dựa theo thời gian ước định đúng giờ tới trước mặt Chu Hưng Dân. Khi Trương Dương tới văn phòng của Chu Hưng Dân thì Chu Hưng Dân đang nói chuyện với bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Chu Hưng Dân vẫy vẫy tay với hắn, anh tới đúng lúc đấy. Trương Dương nói, chào tỉnh trưởng Chu, chào bí thư Lương, hai người các anh tán gẫu náo nhiệt như vậy, có phải là về tôi không? Lương Thiên Chính nói, sao lại không? Trương Dương nói, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chu Hưng Dân nói, "Tự anh nghĩ lại đi, gần đây mình làm chuyện xấu hay là chuyện tốt?" Trương đại quan nhân bộ dạng trầm tư suy nghĩ, thật sự là nghĩ không ra, chuyện tốt gần đây tôi làm thật sự là nhiều lắm. Lương Thiên Chính bật cười, Chu Hưng Dân nói, "Tôi đã nói rồi, da mặt của thằng Ôn này càng ngày càng dày." "Tôi và bí thư Lương đang bàn chuyện, gần đây không ít xí nghiệp Nhật Tư bắt đầu giảm quân số trên diện rộng, giảm bớt đầu tư, thậm chí đóng cửa nhà xưởng ở Đông Giang." Trương Dương nói, chuyện này không liên quan tới tôi. Lương Thiên Chính nói, chúng tôi đâu có nói chuyện này có liên quan tới anh, chỉ là gần đây vừa hay hai sự kiện tới cùng lúc, cho nên chúng tôi mới tham thảo về quan hệ Nhật Trung gần đây một chút thôi. Trương đại quan nhân cười nói, chuyện này quá lớn, không tới lượt tôi quan tâm. Lương Thiên Chính nói, tôi buổi sáng còn có cuộc họp, hai người nói chuyện đi nhé, tôi phải đi rồi. Trương Dương đứng dậy tiến hắn ra cửa. Lương Thiên Chính xua tay ra hiệu cho hắn đừng tiến. Trương đại quan nhân vẫn kiên trì tiến Lương Thiên Chính ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, trở lại vị trí vừa rồi của Lương Thiên Chính rồi ngồi xuống, mỉm cười, "Tỉnh trưởng đại nhân triệu kiến tôi rốt cuộc có gì phân phó?" Chu Hưng Dân nói, "Tìm anh thì đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi." Trương Dương nói, "Tôi xin chăm chú lắng nghe." Trong lòng thầm nghĩ, Chu Hưng Dân có phải bởi vì chuyện của võ trực anh nam hay không? Chu Hưng dân nói, trước tiên là nói về sự kiện xung đột chung nhật phát sinh gần đây ở Tân Hải. Chuyện này còn ẩm ý tới cả bộ ngoại giao Bình Hải mấy năm nay cũng không hề phát sinh phân tranh ngoại giao như vậy. Thằng nhóc anh xem như như khai sáng khơi dòng cho Bình Hải. Trương Dương cười nói, tỉnh trưởng Chu, chuyện này đã được giải quyết viên mãn rồi, đã tìm được tên đầu sỏ gây chuyện, phía Nhật cũng đã tiến hành xin lỗi trịnh trọng vì hành vi vô lễ của bọn họ đối với chúng ta. Hôm nay trên Nhật báo Bình Hải đã có bài thanh minh ngài chẳng lẽ không đọc à? Trương Dương khi nói chuyện thì cũng lưu ý thấy trên bàn của Chu Hương Dân có một tờ nhật báo Bình Hải, bởi vậy có thể thấy được Chu Hương Dân chắc là đã biết chuyện này. Chu Hương Dân nói, gần đây xí nghiệp nhật giảm biên chế trên diện rộng, Đông Giang có không ít xí nghiệp nhật đóng cửa. Trương Dương nói, việc này không liên quan tới tôi, về chuyện xí nghiệp nhật đóng cửa tôi cũng biết, hiện tại tình thế kinh tế của toàn bộ Á Châu cũng không tốt, đừng nói là xí nghiệp nhật tư ở chỗ chúng ta, ngay cả bản thổ bọn họ cũng chịu không ít ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ giảm biên chế đóng cửa đã liền bắt đầu từ đầu năm rồi, cây là tại tôi. Chu Hưng dân nói, anh gấp cái gì? Tôi nói là vì anh à. Chưa đợi tôi nói xong đã vội vàng lánh mình ra ngoài rồi, anh có phải đang trột dạ hay không? Trương Dương nói, tôi không phải trột dạ, tôi là cảm thấy uất ức, sao gặp chuyện tốt thì các vị lãnh đạo đại nhân không nghĩ tới tôi, vừa gặp chuyện xấu là đổ lên đầu tôi chẳng lẽ tôi trời sinh chính là kẻ chịu tiếng xấu thay cho người khác ư? Chiến tranh vùng vịnh, đồ sát dân tộc châu Phi chẳng lẽ đều có liên quan tới tôi à? Chu Hưng dân cười mắng, thằng láo tuét, anh bực tức gì với tôi? Không thuận khí à, trong lòng anh có gì uất nghẹn thì nói ra đi. chương 2115, Thế khó xử một. Nghe Chu Hưng dân nói như vậy, trương đại quan nhân ngược lại lại bình tĩnh, hắn cười một tiếng, tỉnh trưởng Chu, ngài đừng lấy làm lạ, Gần đây mọi việc của tôi đều không thuận lợi, cho nên tâm tình không tốt lắm." Ngài vừa nói như vậy, trong lòng tôi lại kích động ngay, nói chuyện không biết giữ miệng, ngài đừng giận nhé." Chu Hưng Dân nói, anh làm việc chính là thông minh vật, đã nói chuyện anh và tập đoàn Nguyên Hòa xung đột thật ra không cần phải để công khai hóa, mở rộng ảnh hưởng thì chẳng có lợi cho ai cả, bọn họ nguyện ý cúi đầu thì anh cũng phải cho người ta chút tình cảm chứ, đăng báo cho ai xem." Thêu Hoa Hà, tôi không phải nói anh kiên trì nguyên tắc là không đúng mà là anh làm như vậy là một loại biểu hiện không thành thục trong chính trị." Trương Dương nói, tôi thành thục trên chính trị thì cũng không đến mức chỉ là bí thư thị ủy trên danh nghĩa của Tân Hải." Chu Hưng Dân nói, cái gì gọi là bí thư trên danh nghĩa? Cho anh quyền lực rồi, tự anh không dùng thì còn trách ai?" Trương Dương nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu giao cho người khác quản lý rồi, thế mà gọi là cho tôi quyền lực à? Tuy rằng quyền lực của khu bảo lưu thuế nhập khẩu bị rút đi là do Tống Hoài Minh cố ý bố cục nhưng Trương Dương vẫn biểu hiện ra vẻ tức giận bất bình. Chu Hưng Dân nói, lúc ban đầu giao quyền lực cho anh nhưng anh không đạt được yêu cầu mà lãnh đạo mong muốn, cho nên quyền quản lý phải giao cho người thích hợp hơn. Chu Hưng Dân nói tới đây thì tạm dừng một chút, hắn cầm chén trà lên uống một ngụm, nói khẽ Trương Dương à, anh và Yên Nhiên có khả năng nối lại tình xưa không? Trương Dương thở dài, tỉnh trưởng Chu à, ngài không phải là gọi tôi tới để bàn công tác ư? sao đột nhiên lại quan tâm tới vấn đề cá nhân của tôi như vậy? Chu Hưng Dân nói, anh cũng không còn nhỏ nữa rồi, sắp 30 rồi. Đã đến tuổi lập gia đình rồi. Trương Dương cười nói, tôi biết cưới ai đây, đối tượng cũng chưa có mà. Chu Hưng Dân nói, lúc trước là tôi dốc hết sức giới thiệu anh tới Tân Hải, tôi cũng không ngờ lại trở thành như thế này. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu à, không giấu gì ngài, tôi hiện tại tâm ý nguội lạnh rồi, có lẽ là đã tôi lúc nên cân nhắc rời khỏi. Trương đại quan nhân chỉ là cố ý nói như vậy, tạo thành một loại biểu hiện giả dối cho Chu Hưng Dân, bí mật giữa hắn và Tống Hoài Minh, cung kỳ vĩ tuyệt đối không thể để người ngoài biết, cho dù là Chu Hưng Dân cũng không ngoại lệ. Chu Hưng Dân gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, tình huống hiện tại, thay đổi hoàn cảnh đối với anh mà nói cũng không phải là một chuyện không tốt. Trương đại quan nhân không ngờ Chu Hưng Dân lại biết thời biết thế, lập tức trợn tròn mắt nhưng ngoài mặt thì vẫn không để lộ ra, trong lòng thì mắng thầm mình lắm miệng, diễn trò quá lố rồi, Chu Hưng Dân hình như thật sự muốn điều mình ra khỏi Tân Hải. Chu Hưng Dân nói, anh là bạn tốt của Hưng Quốc, lại là người tôi đề cử tới Tân Hải công tác, xuất hiện tình huống trước mắt, tôi ít nhiều cũng có trách nhiệm, như vậy, tới trung ương đoàn công tác đi, bên kia tôi đã an bài công tác cho anh rồi. Anh ở cơ sở ma luyện cũng đủ lâu rồi, đã tới lúc thay đổi hoàn cảnh để rèn luyện một chút. Trong lòng Trương Đại Quan nhân rất không tình nguyện, nhưng vừa rồi mình nói quá dở, đã chặt đứt đường lui của mình rồi, Chu Hưng Dân nói như vậy chẳng khác nào lại đẩy hắn một cái. Trương Dương đầu óc xoay chuyển, trong lòng tôi rất mâu thuẫn, muốn đi thật, nhưng đi như vậy thì lại có chút không cam lòng. Chu Hưng Dân cười nói, trong chính trị, không có ai cứ đi mãi một con đường được, lúc thích hợp thì phải chọn vu hồi để tiến lên, tôi không muốn đánh giá về công tác của anh ở Tân Hải. Tôi chỉ đánh giá đối với công tác tương lai của anh ở Tân Hải, từ tình trạng trước mắt cho thấy, anh tiếp tục ở lại Tân Hải thì đối với sự phát triển của Tân Hải cũng không có lợi lớn. Trương Đại Quan Nhân đã chân chính cảm thấy sự lợi hại của Chu Hưng Dân, vị tỉnh trưởng này luôn miệng nói đang giúp mình, nhưng trên thực tế hắn là đang muốn đá mình ra khỏi vòng chính trị của Bình Hải, rốt cuộc hắn thực sự muốn vậy hắn là chỉ lợi dụng phương thức này để thăm dò mình. Cái này thì không thể biết được, lời nói của Chu Hưng Dân như thủy ngân giải đất, lấp kín mỗi một khe hở, trường đại quan nhân trong nhất thời trong nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu, học nghệ không thành thì chết trước, tuy rằng không đến nỗi chết thảm như vậy, nhưng chuyện của Tân Hải căn bản chưa xong xuôi, chẳng lẽ bỏ đi dưa đường ư. Nội tâm hắn đang giao chiến kịch liệt, rất nhanh hắn liền nghĩ tới Tống Hoài Minh, mình là một bộ phận mấu chốt trong bố cục của Tống Hoài Minh, nếu Chu Hưng Dân hiện tại điều mình đi, thế tất sẽ ảnh hưởng tới bố cục kế tiếp của Tống Hoài Minh, y sẽ không đáp ứng. Nghĩ vậy, Trương Dương lập tức thản nhiên, có một số việc không cần thiết phải quá lo lắng, gánh nặng này hay là ném cho Tống Hoài Minh đi. Hắn thở dài nói, tỉnh trưởng Chu, nói thật lòng, tôi đã sớm muốn đi rồi, anh chắc cũng biết, tôi và Yên Nhiên đã chia tay, từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi trong công tác cũng không được thuận lợi, tuy rằng tôi rất không cam lòng cứ như vậy mà đi, nhưng tôi nếu tiếp tục ở lại thì cũng không thể phát triển được. Chu Hưng dân nói, Trương Dương, tôi vẫn tôn trọng ý nguyện cá nhân của anh, nếu anh kiên quyết muốn đi thì chuyện này tôi sẽ an bài." Trương đại quan nhân lúc này là đã đâm lao phải theo lao, hắn gật đầu nói, phiền tỉnh trưởng Chu rồi. Chu Hưng Dân nói, tôi tìm anh đến không chỉ là vì việc công, việc công bàn xong rồi thì chúng ta tâm sự về vấn đề cá nhân của anh." Trương Dương cười nói, tỉnh trưởng Chu ngài sao lại vòng về vấn đề này thế?" Chu Hưng Dân nói, nói tiếp đề tài vừa rồi nhé, gần 30 rồi, anh cũng nên cân nhắc tới vấn đề lập gia đình." tôi giới thiệu cho anh một đối tượng nhé. Trương đại quan nhân bật cười ha ha. Chu Hưng dân nói, anh cười cái gì? Nghiêm túc chút đi, tôi nói chuyện đứng đắn với anh, nữ hài tử, tôi giới thiệu cho anh khá xuất sắc đấy. Trương Dương cười nói, nghe ngài nói như vậy tôi cũng thấy có hứng thú, rốt cuộc khuê nữ nhà ai mà có thể khiến tỉnh trưởng Chu ngài tự mình xuất động làm mai như vậy. Chu Hưng dân nói, kiều mộng viện. Trương đại quan nhân hiển nhiên bị ba chữ kiều mộng viện này chấn trụ, trợn trừng hai mắt hả. Chu Hưng Dân nói, giữa hai người chắc cũng không cần qua sự giới thiệu của tôi để hiểu hơn về nhau đúng không? Xung mạo và thân thế của Kiều Mộng Viện chắc là xứng với anh chứ hả? Trương Đại Quan Nhân sau lưng túa mồ hôi, hôm nay đúng là không nên tới, Chu Hưng Dân sao giỏi túm chỗ bảy thốn của mình thế nhỉ? Đối tượng giới thiệu cho mình không ngờ là Kiều Mộng Viện. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói Tỉnh trưởng Chu, sao đột nhiên lại muốn giới thiệu đối tượng cho tôi? chu hưng dân nói anh cho rằng tôi muốn giới thiệu cho anh lắm à bình hải nhiều chuyện như vậy tôi còn lo chưa xong ư lại còn muốn đi quan tâm tới hôn nhân đại sự của anh tôi cũng không giấu anh bảo tôi giới thiệu đối tượng cho anh cũng không phải là ai xa lạ là kiều trấn lương bí thư kiều thật sự không biết thằng nhóc anh kiếp trước tu luyện thế nào mà được nhiều lãnh đạo coi trọng như vậy đều muốn anh làm con rể trương dương nghĩ thầm kiều trấn lương sao đột nhiên quan tâm tới chuyện này hơn nữa y sao lại tìm Chu Hưng Dân để giật dây bắt cầu, chuyện này thật sự là làm khó hắn rồi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân đương nhiên là nguyện ý đáp ứng chuyện này, nhưng thằng cha này trong lòng không chỉ có một kiều mộng Việt, nếu đáp ứng, thế tất sẽ tạo thành thương tổn cho những người khác, người đứng mũi chịu xào chính là sợ yên nhiên, giữa bọn họ cũng không phải là chia tay thật, mà nếu mình cự tuyệt, với trí tuệ của Chu Hưng Dân khẳng định sẽ nhìn ra trong đây có vấn đề, thậm chí ra hắn và Tống Hoài Minh đang diễn cho cũng chưa biết chừng, Trương Dương thở dài nói tỉnh trường Chu. Chuyện này tôi muốn từ từ suy nghĩ. Chu Hưng dân cười nói, có gì mà phải nghĩ. Chuyện yêu đương cũng không ảnh hưởng đến công tác mà, anh chỉ cần cho tôi một câu trả lời rõ ràng là anh có thiện cảm với Kiều Mộng Viện hay không thôi. Trương Đại Quan Nhân trả lời một cách khẳng định, có, nhưng tôi cảm thấy với tình cảnh trước mắt của tôi không thích hợp để bàn tới vấn đề tình cảm. Chu Hưng dân nói, anh lo lắng bí thư tống sẽ có ý kiến à? Trương Dương gật đầu nói, tôi dù sao vẫn đang công tác ở Bình Hải, tôi và Yên Nhiên chia tay chưa được bao lâu, hơn nữa tôi. Chu Hưng Dân nói, đừng có rông dài, có gì thì cứ. Trương Dương nói, tôi vẫn đang cố gắng, hy vọng có thể vãn hồi tình cảm với Yên Nhiên. Trương Dương chỉ có thể nghĩ ra lý do này, chuyện này không thể đáp ứng được. Kiều Trấn Lương vào lúc này ủy thác Chu Hưng Dân làm mai mối giúp con gái, chỉ sợ không chỉ xuất phát từ sự quan tâm tới Kiều Mộng Việt, mà Chu Hương Dân nhắc tới chuyện này, động cơ sau lưng cũng rất khó nói, hắn rất có thể là thông qua chuyện này để thử mình, Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là kẻ ngốc, rất huyền chuyển từ chối. chương 2116, Thế Khó Xử 2 Chu Hương Dân nói, yên nhiên không tồi, mộng viện cũng không tồi. Trương Dương à, chuyện tình cảm trăm ngàn lần đừng có đứng nói này trông núi nọ, cá và tay gấu không thể có cả hai được. Trương Dương nói, tôi hiện tại chỉ là một tên quang côn, Chu Hưng Dân nói, nữ hài tử xuất sắc như họ bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ thời cơ, bằng không về sau hối hận cũng không kịp đâu. Trương Dương cười nói, đa tạ tỉnh trưởng Chu đã quan tâm. Điện thoại trên bàn Chu Hưng Dân vang lên, hắn điện thoại là Chu Hưng Quốc gọi tới, chính là Chu Hưng Quốc đã tới Đông Giang. Hắn và Từ Kiến Cơ cùng nhau ở nội thành mới Đông Giang làm điền sản, lần này tới đây là để xem xét tình huống tiến triển của công trình sơ kỳ. Chu Hưng Dân nói với hắn Trương Dương cũng đang ở Đông Giang. Buông điện thoại, Chu Hưng Dân cười nói, "Hưng Quốc tới rồi, hắn bảo tôi chuyển cáo với anh, lát nữa liên hệ với hắn." Trương Dương cười nói, "Vốn tôi còn muốn ngày mai về, hiện tại xem ra phải ở thêm một ngày rồi, dù sao về cũng không có chuyện gì." Chu Hưng Dân nói, "Đừng bởi vì an bài công tác của tổ chức mà sinh ra tình tự bất mãn, ở trên cương vị công tác một ngày thì phải toàn tâm toàn ý công tác, phải xứng đáng với kỳ vọng của người dân." Trương Dương nói, "Tỉnh trưởng Chu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác công tác." "À, chuyện trung ương đoàn, nhờ cả vào ngài." Trương đại quan nhân cố ý làm ra vẻ rất chờ mong. Chu Hưng Dân gật đầu, "Chuyện này cứ để tôi, có điều trước khi điều động công việc thì tôi còn phải trưng cầu ý kiến của bí thư Tống một chút đã." Trương Dương tuy rằng đã chia tay với Sở Yên Nhiên, nhưng không có nghĩa là Tống Hoài Minh không chú ý tới thằng ôn này, hiệu suất làm việc của Chu Hưng Dân rất cao. Buổi chiều hắn tới văn phòng của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh đang xem giấy tờ, nghe nói Chu Hưng Dân tới thì hắn thôi công tác trong tay, đứng dậy đón chào. Sau khi Chu Hưng Dân tới Bình Hải, hợp tác giữa hai người cũng coi như là ăn ý, Chu Hưng Dân trên cương vị công tác mình biểu hiện khá an phận. Không hề biểu hiện ra ham muốn quyền lực quá mạnh mẽ, Tống Hoài Minh cũng biểu hiện ra vẻ tôn trọng với Chu Hưng Dân, dù sao phía sau Chu Hưng Dân còn có nền tảng gia tộc Thâm hậu làm hậu thuẫn. Bình Hải Tuyệt không phải là điểm cuối cùng trong sinh nhai chính trị của hắn, Tống Hoài Minh cũng như những người khác, rất xem trọng tiền đồ chính trị của Chu Hưng Dân. Chu Hưng Dân vừa đi vào văn phòng liền mỉm cười nói, "Bí thư Tống, lại cúi đầu làm việc à, khi thích hợp cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng đó." Tống Hoài Minh cười ha ha, sắp 50 tuổi rồi, trạng thái thân thể so với trước kia thì kém hơn nhiều, tôi cũng chú trọng rèn luyện lắm bảo trì thân thể thật tốt, để cống hiến cho quốc gia thêm mấy năm. Y mời Chu Hương Dân ngồi xuống. Chu Hương Dân nói, bí thư Tống, tôi lần này tới là muốn bàn với ngài chút chuyện. Tống Hoài Minh nói, chuyện gì? Vừa rồi tôi gọi Trương Dương tới văn phòng của tôi. Tống Hoài Minh nghe thấy tên của Trương Dương thì mày rậm lập tức nhíu lại, vẻ mặt lộ ra có chút không vui, hắn nhàn rỗi lắm à. Không công tác ở Tân Hải, chạy tới Đông Giang làm gì? Chu Hưng dân cười nói, hắn lần này tới Đông Giang là để giải quyết tranh cãi Chung Nhật trong thời gian này, thằng ôn này coi như cũng có chút bản sự, không biết dùng phương pháp gì mà buộc võ trực anh Nam ra mặt xin lỗi, hôm nay trên Nhật Báo Bình Hải đã đăng bài xin lỗi rồi. Tống Hoài Minh nói, chuyện này vốn không nên xử lý kịch liệt như vậy. Chu Hưng dân nói, hắn làm việc vẫn luôn hấp tấp như vậy đấy, bí thư Tống chắc là hiểu hắn hơn tôi. Tống Hoài Minh từ chối cho ý kiến cười cười, xem ra một người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Chu Hưng Dân nói, bí thư Tống, Trương Dương có ý muốn thay đổi hoàn cảnh công tác. Tống Hoài Minh trong lòng ngẩn ra, nhưng sau đó thì vẫn bình tĩnh, hắn cầm chén trà lên nhấc một ngụm rồi cười nói, hắn vẫn luôn như vậy, coi công tác như trò đùa, cho rằng là chuyển nhà à. Hôm nay ở đây, ở vài ngày thấy không thích thì lại muốn đổi chỗ, nếu mỗi cán bộ chúng ta đều thường xuyên điều động như hắn, vậy hệ thống cán bộ của chúng ta sẽ lộn xộn cỡ nào? Chu Hưng Dân nói, theo tôi thấy, năng lực quản lý của hắn quả thực hơi kém, thiếu cái nhìn đại cục, không thích hợp đảm nhiệm vị trí của người đứng đầu. Tống Hoài Minh nhìn Chu Hưng Dân một cách đầy thâm ý, Hưng Dân, tôi nhớ rõ lúc trước Chis là cực lực tiến cử hắn mà. Chu Hưng Dân cười nói, tôi thừa nhận trong chuyện của hắn tôi có chút nhìn lầm, Trương Dương là một gã tiên phong tốt, nhưng không phải là một soái tài đủ tư cách, cái này cũng là do hắn còn quá trẻ, tôi thấy cần phải để hắn tới hoàn cảnh phức tạp hơn để rèn luyện một chút, cái có lợi đối với sự trưởng thành của hắn. Tống Hoài Minh nói, chuyện của hắn anh không cần trưng cầu ý kiến của tôi. Ngữ khí của y tuy rằng bình thản, nhưng những lời này rõ ràng đã biểu lộ ra vẻ bực mình. Chu Hưng dân mỉm cười nói, tôi đã đáp ứng hắn, giúp hắn điều đến Trung ương đoàn. Tống Hoài Minh nói, tới Trung ương đoàn làm gì? Để đâm ra cái phếu lớn hơn à? Hắn đi vào lúc này liệu có ai sẽ nói tôi quan báo tư thủ hay không? Liệu có ai cho rằng là tôi bức hắn đi không? Chu Hưng Dân không ngờ Tống Hoài Minh lại nói thẳng như vậy, hắn cười nói, thằng ôn này gần đây rất bực bội. Tống Hoài Minh nói kệ hắn. Thái độ của Tống Hoài Minh không rõ ràng, ý nghĩa trong đó thì để cho Chu Hưng Dân tự mình nhìn ngẫm, Tống Hoài Minh phát hiện Chu Hưng Dân hôm nay chắc là có mục đích, hắn đang thử mình, thông qua chuyện này để thử thái độ của mình đối với Trương Dương. Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít vấn đề, bí thư ủy ban kỷ luật và nguyên bí thư huyện ủy Tân Hải trước sau bỏ trốn, sau lưng chuyện này nhất định tồn tại vấn đề rất lớn." Tống Hoài Minh gật đầu nói: "Chuyện này phải điều tra ra một kết quả." Chu Hưng Dân nói: "Bí thư Tống, theo anh thấy hạng thành liệu có vấn đề hay không?" Tống Hoài Minh nói: "Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì, có điều dưới sự quản lý của hắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, sinh ra nhiều quan viên hủ bại như vậy." cho dù hắn không tham dự vào trong đó thì cũng phải chỉ tội thất trách của hắn. Chu Hưng dân nói, hạng thành cũng sắp về hưu rồi, tôi đề nghị phải nhanh chóng triển khai điều tra hắn. Tống Hoài Minh nói, về chuyện này chúng ta hay là đề xuất trên cuộc họp thường ủy đi, mọi người thương lượng một chút. Trương Dương sau khi rời khỏi chính phủ tỉnh thì trực tiếp tới nội thành mới của Đông Giang, ở công trường của tập đoàn kiến cơ tìm được Chu Hưng Quốc và Tiết Vĩ Đồng đang thị sát. Ba vị huynh muội kết nghĩa gặp mặt tất nhiên là vui mừng vô cùng. Chu Hưng Quốc nói: "Tôi còn tưởng rằng này ở Tân Hải, định sau khi cùng Vĩ Đồng thị sát ở Đông Giang thì tới chỗ cậu chơi." Tiết Vĩ Đồng gầy đi không ít, bởi vì chuyện ông nội qua đời, cô ta gần đây tâm tình không tốt, lần này ra ngoài cũng không phải là vì công tác, mục đích chủ yếu là để giải sầu. Trương Dương nói: "Vĩ Đồng, gầy thế." Tiết Vĩ Đồng nói: "Nữ nhân béo thì lắm, người khác muốn giảm béo còn không được kia kia." Chu Hưng Quốc cười nói, vốn chuẩn bị tới Tân Hải ăn hải sản để gia tăng dinh dưỡng đây. Trương Dương nói, được thôi, ngày mai đi theo tôi. Tiết Vĩ Đồng nói, ngày mai thì không được, nhanh nhất cũng phải ngày kia, công viên chủ đề Dieter bắt đầu công trình cọc móng rồi, em ở Đông Giang còn phải xử lý một số việc. Chu Hưng Quốc nói, tôi hiện tại cũng không đi được, ở công trường còn rất nhiều chuyện, tôi ngày mai muốn mở một cuộc họp với thương nhân xây dựng nhận thầu, Trương Dương đi theo bọn họ tới bộ chỉ huy công trình hiện trường của tập đoàn Kiến Cơ, Trương Dương đi tới trước mô hình thu nhỏ, "Tán Dương, không tồi." Chu Hưng Quốc nói, "Lúc trước là cậu mời chúng tôi tới, hiện tại chúng tôi đều đã mọc rễ nảy mầm ở đây rồi, thằng nhóc cậu thì lại đi, đúng là chán." Tiết Phí Đồng nói, "Tần Thanh cũng đi rồi, lãnh đạo của nội thành mới đã thay máu." Trương Dương nói, "Lãnh đạo thay đổi cũng không sao, chỉ cần chính sách không thay đổi thì các anh cứ yên tâm lớn mật mà phát triển." Tiết Vĩ Đồng cười nói, giọng quan càng đánh càng giỏi. Chu Hưng Quốc nói, tam đệ, cậu và yên nhiên rốt cuộc là sao? Trương Dương thở dài nói, một lời khó nói hết, hiện tại nhắc tới chuyện này là tôi liền to cả đầu, chúng ta hay là đừng nói chuyện không vui nữa nhé. Tiết Vĩ Đồng nói, đang yên đang lành sao lại đột nhiên chia tay, hai ngày trước em gọi điện thoại cho yên nhiên, cô ta nói rất thất vọng về anh, không chịu nổi sự hoa tâm của anh. Chu Hưng Quốc nói, đã sớm khuyên thằng nhóc cậu phải thu liếm một chút rồi, cả ngày lăng nhăng ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà. Tiết Vĩ Đồng nói, anh nói thật đi, anh tổng cộng lăng nhăng với bao nhiêu cô ở bên ngoài hả? chương 2117, đe dọa một. Trương Đại Quan Nhân nói, thế này là sao? Hôm nay định mở cuộc họp phê bình tôi à? Chu Hưng Quốc cười nói, thằng nhóc cậu bây giờ đúng là đầu hủ rơi vào vôi, đập không được mà đánh cũng không xong trương dương nói buổi trưa tôi đặt bàn đón gió tẩy trần cho hai người nhé chu hưng quốc nói không cần tôi và vĩ đồng đã đặt rồi chúng tôi tới minh công ngư minh công ngư trương dương vẫn là lần đầu nghe nói chu hưng quốc nói ngay bên cạnh hồ thu hà vị trí không tồi tiết vĩ đồng nói nhắc tới là đói bụng rồi đi thôi ba người lái xe tới thẳng minh công ngư quán nơi này chủ doanh thủy sản ở phụ cận đông giang khách sạn cùng loại không ít trong lúc tiết vĩ đồng đi gọi món ăn trương dương và chu hưng quốc ngồi xuống nói chuyện phiếm trương dương nói vĩ đồng hình như đã khôi phục tình tự rồi chu hưng quốc gật đầu nói tình cảm của cô ta và tiết lão rất sâu lần này đối với cô ta là đả kích không nhỏ trương dương nói tiết lão ra đi cũng có chút đột nhiên chu hưng quốc nói tiết ra thời gian trước xảy ra không ít chuyện chuyện chú tiết bị ám sát đến bây giờ vẫn chưa được điều tra rõ trương dương nói nhà nào cũng có kinh khó niệm cả mà chu hưng quốc nói tôi nghe nói gần đây này lăn lộn cũng không được đắc chí quyền quản lý của khu bảo lưu thuế nhập khẩu tân hải đã bị người khác cướp rồi trương dương uống ngụm trà rồi nói có người nhìn tôi không vừa mắt tôi biết làm sao đây chu hưng quốc nói tôi nghe anh tôi nói cậu muốn được điều đi trương đại quan nhân thầm cười khổ vốn chuyện này là chu hưng dân nhắc tới sớm nhất Hiện tại không ngờ biến thành mình muốn được đi, nhưng chuyện nếu đã được truyền ra rồi, mình cũng không thể không thừa nhận, hắn gật đầu, đúng là có ý muốn như vậy, so với ở Tân Hải để rồi bị làm khác, chẳng ra ra ngoài, tỉnh trưởng Chu đã đáp ứng hoạt động giúp tôi, mục đích là trung ương đoàn. Chu Hưng Quốc nói, ra ngoài mở mang nhãn giới một chút cũng tốt, cậu và Yên Nhiên chia tay cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cậu. Lão đệ, Quan Trường là một địa phương thực tế nhất, trước đây cậu là chồng chưa cưới của Yên Nhiên rất nhiều người đều sẽ bởi vì bí thư tống, vài phần kính trọng cậu vài phần kính trọng. Bất kể cậu thừa nhận hay không, cậu cũng nhờ được không ít hào quang của bí thư tống. Trương Dương thở dài nói, lòng người dễ thay đổi, tôi cảm nhận được rồi. Chu Hưng Quốc nói, tôi nghe nói cậu và Văn Hạo Nam đã trở mặt. Chuyện này có phải thật hay không? Trương Dương gật đầu nói, tôi cũng không biết vì sao hắn cứ muốn nhầm vào tôi. Chu Hưng Quốc nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ai cũng biết Phan Phu Nhân đối với cậu rất tốt, có thể là người làm con ruột như hắn nhìn thấy, trong lòng bất bình hành, cho rằng cậu lấy đi tình thương của mẹ hắn, cho nên nhằm vào cậu cũng là rất bình thường. Trương Dương cười nói, hắn không nhỏ nhen như vậy chứ. Thật ra trong lòng hắn đã biết nguyên nhân chân chính, Văn Hạo Nam sở dĩ hận hắn như vậy tất cả là vì Tần Manh Manh, Văn Hạo Nam chưa bao giờ thực sự buông bỏ tình cảm với Tần Manh Manh hắn cho rằng là mình đã phá hủy tình cảm giữa bọn họ trương đại quan nhân trong chuyện này không thể giải thích được tiết vĩ đồng gọi món ăn về mỉm cười em gọi một con ba ba nghe nói cơm ba ba ở nơi này rất ngon trương dương nói thứ đó hắn đang nói thì nhìn thấy có người từ bên ngoài đi vào không ngờ là tiền cục trưởng phân cục tây thành và cục trưởng công an khu bạch sa loan thắng văn loan thắng văn và trương dương quen nhau hắn cười cười đi tới chào hỏi hoặc phân trung thì có thủ với trương dương hắn nhìn lướt qua trương dương rồi vội vàng đi lên lầu loan thắng văn cười cười bắt tay với trương dương trương dương rất lâu không nhìn thấy anh ở đông giang trương dương nói tôi gần đây rất ít tới đây loan thắng văn nói tôi và mấy đồng sự hẹn ăn cơm nội bộ cục công an có tử lệnh cấm rượu cho dù không uống rượu nhưng để cho người ta nhìn thấy bọn họ ra vào nhà hàng thì ảnh hưởng cũng không tốt cho nên loan thắng văn bọn họ đặc biệt chọn một nơi xa trung tâm thành phố nhưng không ngờ vẫn gặp người quen ở đây trương dương nói loan cục đi đi chúng tôi cũng ăn chút gì đó rồi đi loan thắng văn rất khách khí khách khí bữa này để tôi tính tiền trương dương cười nói không cần chúng ta chỉ coi như là không ai gặp ai đợi khi khác tôi lại mời loan cục uống rượu loan thắng văn cũng không kiên trì xoay người bước đi tiết vĩ đồng nói hắn là ai vậy trương dương nói ra thân phận của loan thắng văn tiết vĩ đồng khinh thường nói thì ra là người làm quan chẳng trách rộng rãi như vậy còn nói muốn tính tiền cho chúng ta dùng công khoản à trương dương nói nhà đầu em đừng có nghĩ quần thể cán bộ đen tối như vậy được không không phải tất cả cán bộ đều lạm dụng công khoản nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên trương dương mở bình đại minh xuân rồi rót cho chu hưng quốc tiết vĩ đồng không muốn uống rượu gọi một sao 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 nước ngọt làm xong một ly Chu Hưng Quốc tiếp tục chủ đề vừa rồi, tới kinh thành cũng không tồi, rèn luyện mấy năm ở trung ương đoàn, về sau lại tới địa phương, có thể bay lên một bậc thang lớn, hơn nữa tới trung ương học tập cũng là một bước quan trọng trong sĩ đồ. Trương Dương nói, tôi vốn cho rằng tỉnh trưởng Chu có ý kiến đối với tôi. Chu Hưng Quốc nói, vì sao có ý kiến với cậu? Hắn nói xong lập tức minh bạch nguyên nhân Trương Dương nói như vậy, không khỏi cười nói, chuyện của Tạ Khôn cử ư? cậu cho rằng đại ca của tôi nhỏ nhen vậy à? Trương Dương nói, tôi có nói vậy đâu. Chu Hưng Quốc nói, sự thành công của một người cũng không phải là ngẫu nhiên, đại ca của tôi có thể có được thành tựu hôm nay, năng lực lòng dạ, thiếu một thứ cũng không được, cậu yên tâm đi, hắn không có ý kiến gì với cậu cả, còn rất thưởng thức sự mạnh dạn đi đầu của cậu. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam Ca, em thấy anh dối rắm quá, dứt khoát đừng làm quan nữa, đến chỗ em, em cho anh làm tổng giám đốc, giao hết quyền lực cho anh, tiêu diêu tự tại, không phải là sướng hơn làm quan ư. Trương Dương cười nói, thế chắc phải là bị em quản ư. Tiết Vĩ Đồng nói, em không quản anh, cho anh quyền lực lớn nhất. Trương Dương nói, anh cũng có chút tự hiểu lấy mình, anh không có bản sự làm kinh thương, cho dù không làm quan thì anh thà làm lang trung tha phương còn hơn. Tiết Vĩ Đồng nói, thế cũng không tồi, y thuật của anh cao như vậy, dứt khoát mở bệnh viện tư nhân đi, hiện tại mở khai cũng kiếm tiền lắm trương dương nói những ý tưởng này đều không hợp lý anh ở trong trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy tốt xấu gì cũng là cấp chính ban làm việc dù sao cũng phải dù sao cũng phải đến nơi đến trốn anh không chưa tới mức sơn cùng thủy tận mà chu hưng quốc gật đầu được rồi nào huynh đệ tôi chúc cậu sớm ngày vượt qua sóng gió tiền đồ rộng lớn từng bước lên cao trương dương cầm chén rượu lên nói đa tả cắt ngôn của đại ca chương 2118, đe dọa 2. Bọn họ uống vài chén rượu, hứng thú nói chuyện cũng cao hơn, lại nhìn thấy một người quen bước vào, lại là Văn Hạo Nam, có điều trước đó đã thấy Loan Thắng Văn và Hoác Vân Trung, không khó suy đoán ra Văn Hạo Nam cũng tới đây dự tiệc, Hoác Vân Trung gần đây bị xa lánh, cho nên đang tích cực hoạt động, Văn Hạo Nam cùng hệ thống với hắn, lại là công tử của Phó Thủ tướng, cho nên Hoác Vân Trung muốn trèo kéo quan hệ cũng là rất bình thường. Trương Dương nói, xem ra chúng ta không nên chọn ngồi ở đại sảnh. Văn Hạo Nam đối với Trương Dương là muốn tránh mặt, nhưng Chu Hưng Quốc và Tiết Vĩ Đồng đều ở đây, hắn không thể giả vờ làm như không thấy được, Văn Hạo Nam do dự một chút, sau đó vẫn chủ động đi tới. Chu Hưng Quốc mỉm cười đứng dậy, tôi vừa rồi còn đang nghĩ, liệu có được gặp Hạo Nam không, không ngờ thật sự bị tôi bắt gặp rồi. Tiết Vĩ Đồng cười chào, anh Hạo Nam, Văn Hạo Nam tuy rằng không phải trong giới của bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết nhau trương dương cũng tươi cười nói anh hạo nam văn hạo nam bắt tay với chu hưng quốc cười cười với tiết vĩ đồng mà căn bản không quan tâm tới trương dương trương đại quan nhân rõ ràng bị hắn phớt lờ trương dương cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với thái độ của văn hạo nam hắn cười cười không nói gì tiết vĩ đồng lại có chút không nhìn nổi anh hạo nam nghe nói anh gần đây thăng chức trở thành cục trưởng công an thành phố nam tích làm quan lớn rồi chẳng nhẽ quên hết cả em trai em gái rồi ư văn hạo nam nói tôi sao có thể quên tiết ra được cô là nổi khắp kinh thành cơ mà có điều kết giao bằng hữu cũng phải cẩn thận trăm ngàn lần đừng để người khác mê hoặc trương dương biết hắn đang nói móc mình vẫn chỉ coi như không nghe thấy tiết vĩ đồng nói tôi lớn như vậy rồi vẫn có thể nhìn rõ con người ta không nhọc văn cục phải dạy dỗ trong giọng nói đã lộ ra vẻ bất mãn Văn Hạo Nam biết quan hệ giữa ba người bọn họ, cười nói tôi muộn rồi, lần sau gặp lại nói chuyện nhé. Hắn vội vàng bước đi. Tiết Vĩ Đồng tức giận nói, thái độ gì thế? Chú Văn sao lại sinh ra một đứa con trai lòng dạ hẹp hòi như vậy nhỉ? Chu Hưng Quốc ho khan một tiếng, không nói gì, tuy rằng hắn cũng nhìn thấy Văn Hạo Nam ghẻ lạnh đối với Trương Dương, nhưng hắn cho rằng chuyện này coi như không thấy là tốt nhất, nói ra càng khiến Trương Dương xấu hổ. Trương Dương nói, Vĩ Đồng à, em tức giận cái gì, hắn là có ý kiến với anh chứ có phải là với em đâu, nào, uống rượu đi, đừng để việc nhỏ này làm hỏng tâm tình. Chu Hưng Quốc nói, nhắc tới chuyện này, tôi cho rằng cậu nên nói chuyện với văn phu nhân, cho dù hai người không thể trở thành bằng hữu thì cũng đừng để đến mức biến thành kẻ địch. Trương Dương nói, để sau hãng nói, người ta không quan tâm tới tôi, tôi cũng không thể cứ mặt dày mà tới được. Bởi vì chuyện gặp Văn Hạo Nam, tâm tình của Trương Đại Quan Nhân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, Uống thêm mấy chén thì Kỳ Sơn gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp tìm hắn, Trương Dương hỏi hắn có chuyện gì thì Kỳ Sơn cũng không chịu nói, chỉ bảo hắn lập tức chạy về khách sạn Tuệ Nguyên. Sau khi Trương Dương đi, Tiết Vĩ Đồng nói, gần đây Tam ca có phải gặp rất nhiều phiền toái hay không? Chu Hưng Quốc nói, quan trường chính là như vậy, chìm chìm nổi nổi là rất bình thường, hắn quan trường với yên nhiên, bí thư Tống tất nhiên sẽ không chiếu cố hắn như trước đây nữa tiết vĩ đồng nói anh anh không phải là tỉnh trường ư chiếu cố cho anh ấy chút là được chu hưng quốc cười nói chuyện gì cũng dễ dàng như em nói thì tốt quá hắn buông chén rượu rồi nói trước mắt dối với hắn mà nói lựa chọn rời khỏi là thực tế nhất tiết vĩ đồng nói tới kinh thành cũng không tồi thay đổi hoàn cảnh ở đây bị khinh thường quá chu hưng quốc nói em sai rồi đến kinh thành thì càng phải cần cắm đuôi mà làm người Kỳ Sơn vội vã gọi Trương Dương về quả thực có việc, trong phòng Trương Dương phát hiện một cái đầu chó, nhân viên phục vụ khi dọn dẹp phòng thì thấy dưới chân đầy máu, cho nên sợ quá bất tình. Kỳ Sơn sau khi biết được chuyện này thì cũng không lập tức báo cảnh sát báo cảnh sát mà là ngay lập tức thông chi cho Trương Dương, chỉ là trong điện thoại Kỳ Sơn không nói rõ là chuyện gì. Phòng Trương Dương vẫn giữ nguyên hiện trạng, một cái đầu chó ở trên dưới, dưới đệm là một vũng máu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt trương đại quan nhân cũng lắp bắp kinh hãi sao lại thế này kỳ sơn nói có người đút đầu chó vào trong chăn của anh nhân viên phục vụ cũng bị dọa cho sợ ngất tôi vốn định báo cảnh sát nhưng cân nhắc một chút thì chuyện này để anh quyết định xử lý là tốt nhất trương dương đi tới nhìn nhìn cái đầu chó là bị chặt đứt từ phần cổ trông rất gọn gàng rõ ràng là bị một đao chém rụng trương đại quan nhân chỉ từ vết đao cũng đã nhìn ra người giết chết con chó này là cao thủ dùng đao trương dương nói hình như người người thông qua phương thức này để đe dọa tôi kỳ sơn nói xem ra anh đã đắc tội với không ít người trương dương nói biện pháp an phòng của khách sạn anh xem ra không được tốt lắm trương dương để người ta đút cả đầu chó vào giường tôi kỳ sơn nói biện pháp an phòng của tuệ nguyên là có số má ở đông giang đấy vừa rồi tôi đã cho người điều băng ghi hình không hề phát hiện có người lẻn vào hơn nữa từ sau khi anh ra ngoài thì vẫn không hề có bất kỳ nhân viên phục vụ nào tiến vào trong phòng anh, người phụ trách các phòng cũng không có chỗ nào đáng nghi. Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ rồi nhìn nhìn. Kỳ Sơn nói, tôi vừa rồi đã bảo bộ bảo an kiểm tra chung quanh một phen rồi. Chắc là từ cửa sổ mà vào. Trương Dương ngồi xuống sofa ở cạnh cửa sổ, nhìn cái đầu cho tới ngơ ngác xuất thần. Kỳ Sơn nói, muốn báo cảnh sát hay không? Trương Dương lắc đầu, thôi, báo thì cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh ý của tuệ nguyên các anh bỏ đi trương đại quan nhân cân nhắc chuyện rất chu đáo kỳ sơn sở di áp chế tới bây giờ không quyết định báo cảnh sát không chỉ xuất phát từ sự tôn trọng đối với mình còn bởi vì hắn cân nhắc tới chuyện này nếu lộ ra có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho tuệ nguyên kỳ sơn gật đầu cảm kích hắn nói khẽ tôi thấy chuyện này chắc là đe dọa rồi có muốn hăm dọa anh anh nghĩ lại cẩn thận đi rốt cuộc đã đắc tội với ai trương đại quan nhân nghĩ thầm tôi đắc tội với nhiều người lắm cổ kim nội ngoại người nào đều có nói với anh thì chỉ sợ dọa cho anh sợ vãi tè hắn cười nói người làm chuyện này cũng hạng nhát gan thôi nếu hắn thực sự muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp mà tới giấu đầu hở đuôi thì chỉ là hạng chẳng ra gì kỳ sơn nói phải lấy cẩn thận làm đầu trương dương nói cho người dọn phòng hộ tôi kỳ sơn nói tôi sai người đổi phòng cho anh nhé trương dương lắc đầu không cần dọn dẹp sạch là được rồi, đổi đi đổi lại phiền lắm. chương 2119, đe dọa 3 Kỳ Sơn mời Trương Dương tới vườn hoa sân thượng uống cà phê, bọn họ ngồi dưới tán che nắng, cầm chén cà phê thơm phức, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi chuyện không vui vừa rồi, Kỳ Sơn nói tôi sẽ tăng cường bảo an. Chuyện đồng dạng sẽ không xảy ra nữa đâu. Trương Dương nói, đừng nói quá vẹn toàn, người này nếu đã có thể xuất quỷ nhập thần lẻn vào, chứng tỏ hắn cũng có chút bản sự, con chó đó là bị một đao chém đứt đầu người bình thường không làm được đâu đao pháp của người này khẳng định rất tốt kỳ sơn nói liệu có liên quan tới người nhật bản không trương dương cười nói có thể nếu để tôi biết được là ai làm chuyện này tôi sẽ một đao chặt dụng đầu hắn kỳ sơn nói buổi tối có rảnh không tôi mời anh đi nghe nhạc trương đại quan nhân cười nói nghe nhạc là giả cổ động cho lâm tuyết khuyên là thật Kỳ Sơn có chút ngượng ngùng cười nói, âm nhạc có tác dụng giúp thư giãn, những người như chúng ta luôn sống quá căng thẳng. Lúc thích hợp nên cố thả lỏng một chút. Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên và Hoác Vân Trung ly hôn chưa? Kỳ Sơn hơi ngẩn ra, gì cơ? Rồi hắn minh bạch ý tứ của Trương Dương, nói khẽ, vẫn đang trong thời kỳ ly thân, Hoác Vân Trung không đồng ý ly hôn, chắc cuối cùng cũng phải theo trình tự pháp luật thôi. Trương Dương nói, hai người kỳ sơn nói nếu tôi nói chúng tôi hiện tại so với trước đây thì càng xa lạ hơn anh có tin hay không trương dương gật đầu tin kỳ sơn bật cười vốn tôi cho rằng chướng ngại tồn tại giữa tôi và cô ta chính là hôn nhân của cô ta nhưng khi hôn nhân của cô ta sắp được giải trừ thì tôi lại phát hiện giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề hắn tạm dừng một chút rồi lại nói không phải vấn đề của cô ta mà là vấn đề của tôi trương dương nói anh không giống một người không quyết đoán nếu đã nhận thức chuẩn thì vì sao phải do dự. Trong ánh mắt Kỳ Sơn hiện lên một tia đau khổ, có một số việc, hắn vĩnh viễn không thể nói với người ngoài. Trương Dương nghĩ nghĩ hay là đem chuyện này nói với Trung Đảo Xuyên Thái, mục đích hắn nói với Trung Đảo Xuyên Thái là muốn thông qua Trung Đảo Xuyên Thái truyền lời cho võ trực chính giã. Trương Dương từ vết đao chém chết con chó đã đoán được, chém chết con chó chắc là đao Nhật Bản, võ trực chính giã trước đó đã chuyển chiến thư cho Liễu Sinh Nghĩa Phu cho hắn, Trương Dương cho rằng rất có thể có liên quan tới người Nhật Bản. Trung Đảo Xuyên Thái sau khi nghe nói chuyện này thì lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cả kinh nói: "Sao lại có chuyện này?" Trương Dương nói: "Tôi tự thấy cũng có chút kiến thức đối với các lưu phái võ công, từ trên vết đao có thể thấy được, chém chết con chó chính là đao pháp Nhật Bản, võ công của người này còn hơn cả Liễu Sinh chính đạo." Trung Đảo Xuyên Thái nhíu mày, theo cách nói của Trương Dương thì chắc là đã tập trung người làm chuyện này lên võ giả Nhật Bản, Trung Đảo Xuyên Thái nói: Trương tiên sinh, đương kim thời đại thời đại võ công đao pháp của các quốc gia đã thông hiểu đạo lý, chưa chắc chỉ có người Nhật Bản mới có thể dùng đao Nhật Bản, tựa như võ thuật của quý quốc hiện giờ đã truyền khắp thế giới rồi." Trương Dương nói, "Trung đảo tiên sinh, chúng ta quen nhau đã lâu rồi, cũng hiểu lẫn nhau, võ công của anh và Liễu sinh chính đạo sàn sàn như nhau, tôi dám nói, tôi không sợ bất kỳ ai khiêu chiến cả." Trung đảo Xuyên Thái nắm chặt điện thoại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết Trương Dương không hề khoa trương. Với võ công của Trương Dương thì cho dù là Liễu Sinh Nghĩa Phu cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Dương nói: "Giúp tôi chuyển cáo cho đại sứ tiên sinh, sự nhẫn nại của tôi là có mức độ thôi." Trương đại quan nhân không cần suy nghĩ đã tính món nợ này lên người võ trực chính giả, hắn mặc kệ võ trực chính giả có phải làm chuyện này hay không, hắn cho rằng cho dù võ trực chính giả không trực tiếp làm thì chuyện này cũng có liên quan tới hắn. Sau khi nói chuyện điện thoại với Trung Đảo xuyên thái xong, Trương Dương đang muốn ra ngoài. Nhưng khi tới đại sảnh dưới lầu vừa hay gặp vợ của Tống Hoài Minh Liễu Ngọc Oánh, Trương đại quan nhân biết Liễu Ngọc Oánh sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, bà ta lần này tới đây khẳng định là để tìm mình, hơn nữa Trương Dương cũng đoán được ý đồ đến của bà ta có liên quan tới Sở Yên Nhiên. Chân tướng Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay chỉ có Tống Hoài Minh biết, Liễu Ngọc Oánh không nghi ngờ gì nữa cũng bị giấu, thật ra bà ta vẫn luôn muốn nói chuyện tử tế với Trương Dương, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Liễu Ngọc Oánh biết Trương Dương đến Đông Giang là do Triệu Tĩnh nói, nói đến cũng khéo. Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng khi về Đinh gia ăn cơm vừa hay gặp Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh hỏi tình hình gần đây của Trương Dương mới biết được hắn đang ở Đông Giang. Đối mặt Liễu Ngọc Oánh, Trương Dương vẫn khá lễ phép. Cô Liễu, cô khỏe chứ à? Liễu Ngọc Oánh nói, gần đây tôi trả khỏe gì cả, có thể nói chuyện với cậu không, Bí thư Trương. Trương Đại Quan nhân bị một tiếng Bí thư Trương của Liễu Ngọc Oánh khiến cho có chút xấu hổ hắn cười nói, cô Liễu, cô đang giận cháu à, xin cô đừng gọi cháu như vậy, nếu không cháu chỉ biết tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi. Liễu Ngọc Oánh nói, thằng nhóc cậu đừng có dở trò này với tôi, có rảnh không? Tôi có việc hỏi cậu. Trương Dương cười nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô tìm cháu, cô Liễu, cháu mời cô đi uống trà. Liễu Ngọc Oánh gật đầu, đi theo Trương Dương ra chỗ ngồi lộ thiên bên ngoài, Trương Dương gọi một ấm trà long tính, rất ân cần rót cho Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Trương Dương, cậu chắc biết mục đích tôi tới tìm này chứ hả?" Trương Dương gật đầu nói, "Biết, cháu biết chứ." Thái độ thành khẩn của Trương đại quan nhân ít nhiều khiến Liễu Ngọc Oánh có chút mềm hóa, bà ta thở dài, "Tôi thật sự là không hiểu nổi cô cậu, đang yên đang lành sao lại chia tay?" Lớn cả rồi, Yên Nhiên năm nay cũng đã 25 tuổi, cô cậu yêu nhau cũng được 5 năm rồi, tình cảm nhiều năm như vậy mà nói bỏ là bỏ à? trương dương nói chuyện này không trách yên nhiên đều do cháu liễu ngọc oánh nói vậy cậu nói cho tôi nghe thử xem trách gì cậu cậu làm sai chỗ nào trương dương nói cháu cháu thật ra cũng không có lỗi gì lớn liễu ngọc oánh nói cậu không có lỗi gì lớn à tôi cũng nghe nói về chuyện của cậu có phải cậu ba lòng hai ý với yên nhiên không trương dương trương dương cô liễu lời đồn bên ngoài không đáng tin đâu rất nhiều người chính là đang biến pháp bôi nhỏ cháu, tình cảm của cháu và yên nhiên cũng chính là bị những lời đồn này quấy nhiễu. Liễu Ngọc Oánh nói, được rồi, vậy tôi hỏi cậu, chuyện của cậu và Kiều Mộng Viện là sao? Trương đại quan nhân bị những lời này của Liễu Ngọc Oánh giữ hỏi cho nghẹn lời, hắn đầu tiên nghĩ đến Chu Hưng Dân, chẳng lẽ Chu Hưng Dân đã tiết lộ ra chuyện Kiều Trấn Lương ủy thác hắn tác hợp mình và Kiều Mộng Viện ư? Trương Dương lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, Chu Hưng Dân chắc sẽ không làm chuyện nhỏ xíu như vậy, thật ra hắn và Kiều Mộng Viện công tác cùng một chỗ khẳng định cũng sẽ có người nói ra nói vào. Trương Dương cười nói, không có gì à, cô ta và cháu chỉ là quan hệ đồng sự, cháu mời cô ta tới đảm nhiệm phó chủ nhiệm ban chiêu thương Tân Hải, chuyện đơn giản như vậy thôi. Liễu Ngọc oánh nói, Trương Dương, tôi tin lời cậu nói, bởi vì tôi tự nhận là là hiểu tình cảm giữa cậu và Yên Nhiên, tôi cho rằng hai đứa không thể chia tay được, cũng không nên chia tay tôi hỏi lại cậu một câu, cậu bây giờ còn yêu yên nhiên hay không? Yêu, trương đại quan nhân không chút do dự hồi đáp, thằng cha này đối với mỗi hồng nhan chi kỷ đều là yêu từ nội tâm, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình là tên quái thai, vì sao tình cảm của mình lại lan tràn tới mức độ như vậy? Thằng cha này không khỏi thầm oán mình, hắn cho rằng đây đều là ông trời gây họa nếu không phải âm xoa dương thác đưa mình từ triều đại tùy đến đây, mình cũng sẽ không biến thành như vậy, nên nói là mình vẫn là như quá khứ, chỉ là thời đại đã thay đổi." Liễu Ngọc Oánh nói, "Nếu như vậy vì sao cậu không lấy ra một chút thành ý, cầu xin sự tha thứ của Yên Nhiên?" Trương đại quan nhân không biết đáp lại thế nào, không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Liễu Ngọc Oánh lại lý giải sự trầm mặc của hắn là đuối lý, thở dài nói, "Tôi không biết hai đứa đang làm gì, cả Hoài Minh nữa, gần đây bên ngoài có rất nhiều lời đồn, nói anh ta bởi vì chuyện của Yên Nhiên mà giận chó đánh mèo cậu." Trương Dương cười nói, chuyện vô căn cứ mà cô, cô đừng nghe người ngoài nói linh tính. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi rất hiểu chồng tôi, tôi biết anh ta tuyệt đối không phải là một người quan báo tư thù, cho dù là tình cảm của cậu và yên nhiên không còn, chúng tôi cũng không có lý do để oán cậu, cậu đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi. Liễu Ngọc Oánh nói như vậy là cũng có nguyên nhân, Trương Dương chẳng những đã cứu bà ta, còn cứu cả con trai của bà ta, nếu không có Trương Dương thì mẹ con bọn họ chỉ sợ đã sớm rời khỏi nhân thế rồi. Trương Dương nói, bí thư tống không hề nhầm vào tôi. chương 2120, đe dọa 4. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi rất ít hỏi hắn tới chuyện trên công tác của anh ta, cho tới nay tôi vẫn luôn yên ổn làm nữ nhân sau lưng anh ta, công tác của anh ta đã đủ bận rồi, tôi không muốn làm cho anh ta phải nghĩ nhiều thêm. Trương Dương gật đầu, Liễu Ngọc Oánh ở phương diện này không nghi ngờ gì nữa làm rất không tồi, trong mắt Trương Dương bà ta Thủy Trung vẫn luôn cố gắng sắm tốt vai vợ hiền của Tống Hoài Minh, chẳng những toàn tâm toàn ý hy sinh, hơn nữa còn cố gắng sắm tốt vai mẹ kế của Yên Nhiên, có thể nói hai cha con Tống Hoài Minh và sợ Yên Nhiên có thể đánh tan ngại cũng có liên quan rất nhiều tới sự cố gắng của bà ta. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi không giấu gì cậu, chuyện này tôi đã hỏi thăm rồi. Đích xác là Hoài Minh quyết định lấy lại quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải của cậu. Nhưng tôi vẫn nói câu đó, Hoài Minh trước giờ không phải là người quan báo tư thù, đối với cậu, đối với bất kỳ ai tôi vẫn kiên trì cho rằng, anh ta sẽ không làm như vậy. Trương đại quan nhân bỗng nhiên phát hiện Liễu Ngọc Oánh thực sự rất không đơn giản, tuy rằng trước mặt người khác bà ta lộ ra vẻ yếu đuối của mình, Hoàng Quang cũng bị Tống Hoài Minh che lấp, nhưng những cái này không hề ảnh hưởng tới trí tuệ hơn người của bà ta. Liễu Ngọc Oánh nói, biến hóa tới từ Lưu Diễm Hồng bị thương. Tôi đã hỏi qua tình hình cụ thể ngày đó, Hoài Minh đội mưa chạy đến đó, lúc ấy cũng là cậu cứu Lưu Diễm Hồng từ dưới vách núi ra, mà trong khoảng thời gian này, cậu cũng một mực trị liệu cho cô ta, Hoài Minh có thể ngay lập tức nghĩ đến cậu, chứng tỏ anh ta tín nhiệm cậu hơn bất kỳ ai, nhưng bắt đầu từ lúc đó. Có rất nhiều biến cố tự hồ không khớp, khi ở Nam Tích, cậu và Cung Kỳ Vĩ là bằng hữu tốt, quan hệ cũng có thể nói là là vừa là thầy vừa là bạn. Cậu lại từng cứu Cung Nhã Hinh, con gái hắn, nhưng từ sau khi cung kỳ vĩ tới Bắc Cảng thì quan hệ của hai người lại không tốt, thậm chí là trở mặt thành thù, từ sau khi Lưu Diễm Hồng gặp bất hạnh, không bao lâu sau liền truyền ra tin tức cậu và yên nhiên chia tay, quan hệ giữa cậu và Hoài Minh cũng ngày càng xa sút thậm chí anh ta còn tự mình bày mưu đặt kế làm suy yếu quyền lực của cậu. Vẻ mặt của Trương Đại Quan Nhân rõ ràng có chút mất tự nhiên. Liễu Ngọc Oánh nói, tất cả những gì mà các người làm có lẽ có thể qua mặt được người khác, nhưng không thể gạt được tôi đâu, Giữa các người có phải tồn tại một bí mật không muốn để người ta biết? Thậm chí cậu và Yên Nhiên chia tay cũng có liên quan tới chuyện này. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, "Cô Liễu à, cháu cũng muốn sự việc đúng như những gì cô nói lắm, nhưng..." Hắn cười nói, "Những gì mà cô vừa nói có phải là hơi ngàn lẻ một đêm không?" Liễu Ngọc oánh nói, "Tôi không dám nói là hiểu cậu, nhưng tôi hiểu Hoài Minh, hai người sinh hoạt cùng nhau, sớm chiều gặp nhau, tôi có thể cảm nhận được áp lực mà anh ta gần đây gặp phải." trương dương à tôi mặc kệ hai người đang có kế hoạch gì tôi chỉ hy vọng hai người được bình an trương đại quan nhân mấp máy môi trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động không thể che giấu được liễu ngọc oánh nói yên nhiên tháng sau sẽ về nước tôi nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau trương dương gật đầu liễu ngọc oánh đứng lên nói hôm nay chuyện tôi đến tìm cậu tôi hy vọng chỉ giới hạn trong giữa cậu và tôi trương dương nói cô liễu yên tâm có lẽ là vì cuộc nói chuyện với Liễu Ngọc Oánh đã triệt để nhiễu loạn nội tâm của Trương Đại Quan Nhân, buổi tối hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại theo Kỳ Sơn đi nghe ca nhạc. Ở hiện trường âm nhạc, Trương Đại Quan Nhân đa số thời gian đều lộ ra vẻ tâm thần hoảng hốt, cho tới lúc Lâm Tuyết Quyên lên sân khấu hắn mới trở lại trong hiện thực. Khi Lâm Tuyết Quyên mặc váy dài màu trắng xuất hiện ở giữa sân khấu, ánh mắt Kỳ Sơn liền bắt đầu tỏa sáng, ánh mắt như vậy khiến Trương Đại Quan Nhân tin rằng tình cảm của Kỳ Sơn đối với Lâm Tuyết Quyên là thật giai điệu theo ngón tay trắng nõn thon dài của Lâm Tuyết Quyên bay ra, nội tâm của Kỳ Sơn cũng theo giai điệu của âm nhạc mà lên xuống, hắn nghe rất say mê, đến cuối cùng thì nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, trong đầu hồi tưởng lại cảnh hắn và Lâm Tuyết Quyên trước đây còn yêu nhau. Trương đại quan nhân lại quấy rầy hắn vào lúc này, thật ra anh không nên là một người yếu đuối. Kỳ Sơn mở mắt ra, anh đang nói tôi à? Trương Dương gật đầu, nếu thích, vì sao không nói ra? Kỳ Sơn nói, nếu anh không thể mang tới hạnh phúc cho một nữ nhân, vì sao phải nói ra? Nếu nội tâm của anh không chịu tải được tình yêu của cô ta thì vì sao phải biểu đạt với cô ta? Nếu anh không thể mang tới hạnh phúc cho cô ta thì tốt nhất hãy lựa chọn chúc phúc. Trương Đại Quan Nhân nói, cũng may nội tâm của tôi đủ cường đại, Kỳ Sơn, anh hiện tại có tiền có thế, lại chưa kết hôn, cô ta cũng cũng sắp khôi phục tự do, theo lý thuyết thì giữa hai người không nên có chướng ngại gì. Kỳ Sơn nói có. Nói tới đây, ánh mắt hắn một lần nữa hướng về phía sân khấu, nhìn Lâm Tuyết Quyên, tôi và cô ta đã sớm trở thành người của hai thế giới. Trương Dương nói, áp lực là tự mình mang tới, nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủn, nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Nên yêu thì yêu, nên hận thì hận, dối rắm như vậy đến cuối cùng còn không phải là làm khó mình ư. Kỳ Sơn cười nói, tôi không bằng anh. Lời nói của hắn bị tiếng vỗ tay trong thính phòng cắt ngang. Trương Dương vỗ tay theo, ngáp một cái nói đi thôi tôi về ngủ anh ở lại xem tiếp đi kỳ sơn nói tôi đi với anh thứ thực sự hấp dẫn hắn không phải là bản thân hội âm nhạc mà là lâm tuyết quyên xem tiết mục của lâm tuyết quyên xong rồi hắn đối với hội âm nhạc cũng mất đi hứng thú hai người tới bãi đỗ xe dưới đất trở lại bên trong xe ngồi xuống kỳ sơn nói tôi mời anh ăn khuya trương dương lắc đầu thôi uống rượu với anh cũng không tận hứng Kỳ Sơn cười nói, tử lượng của tôi không tốt. Kỳ Sơn khởi động ô tô, đèn của bãi đỗ xe dưới đất lại đột nhiên tắt phụt. Một sự cảm xấu bao phủ trong lòng bọn họ, tiếng lốc xe ma sát với mặt đất vang lên, trước sau xe của bọn họ, có một chiếc ô tô Iveco ép tới xe phê tần mà họ ngồi. Cho dù là trương đại quan nhân có phản ứng thần tốc thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy từ bên trong xe chạy ra được. Kỳ Sơn sau khi lên xe thì theo thói quen thắt dây an toàn, cho nên thân hình hắn dù liên tiếp va chạm thì vẫn có thể bảo trì được trên ghế ngồi, Trương Đại Quan Nhân ngồi ở ghế phụ, đầu tiên là cảm nhận được va chạm từ phía sau, thân thể hắn ngả về phía trước, ghé sát vào ghế ngồi, sau đó thì phía trước va mạnh vào xe, Trương Đại Quan Nhân bởi vì va chạm lần này mà thân thể bắn ra ngoài, đầu đập vào gương, không ngờ tạo ra một cái lỗ thủng lớn, thân thể cũng bay về phía trước. Nếu đổi thành người thường thì cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, Trương Đại Quan Nhân Trương Đại Quan Nhân thì khác. Hắn căn bản dựa thế mà bay, thân thể vững vàng tóm lấy thân xe Iveco phía trước, tiếp theo thì bay lên không, thân thể đứng trên nóc xe. Hai chiếc ô tô hoàn thành lần va chạm đầu tiên thì phân biệt chạy về trước và sau, ý đồ muốn sau khi kéo giãn khoảng cảnh thì lại tiến hành va chạm lần thứ hai. Trương Dương lướt qua nóc xe, một quyền đấm vỡ gương, hai người ngồi bên trong cũng không ngờ thằng cha này làm sao mà từ trong xe chui ra được, cả kinh tới trợn mắt há hốc miệng. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, Trương Dương đã nhảy vào bên trong xe, tắt một phát khiến tên lái xe chết ngất, một người khác rút đao dâm Trương Dương, Trương Dương túm lấy cổ tay hắn, sau đó thì kẹp cổ hắn, lực lượng của đối phương căn bản không thể đánh đồng với hắn, Trương Dương thoải mái đoạt được mã tấu của hắn, xoay ngược mã tấu dùng chuôi đao nện thật mạnh vào mũi hắn, đập cho thằng ôn này mặt nở hoa, đau đến nỗi hét toáng lên rồi ôm mũi, Trương Dương mở cửa xe một tay lấy đẩy thằng cha này xuống. Lúc này, chiếc xe Iveco ở phía sau lại tăng tốc đâm vào xe phía tần. Kỳ Sơn vẫn đang ở bên trong xe, đầu óc của hắn có chút ong ong, vẫn chưa kịp tỉnh táo lại từ lần va chạm đầu tiên, cơ hồ là làm theo bản năng, chân hắn đạp hết chân ga, sau đó xe phê tần phóng về phía trước, Trương đại quan nhân đã thành công đẩy hai tên cướp xuống xe, khống chế được xe Iveco, nhìn thấy chiếc phê tần lại đâm tới đuôi xe mình thì vội vãng dậm chân ga, để xe Iveco tiến lên trước. Trong gara dưới đất xuất hiện một màn kỳ quái, một chiếc Iveco ở đầu tiên thì liều mạng phóng về phía trước, nó là cố gắng tránh chiếc xe phê tần ở phía sau, mà xe phê tần thì liều mạng phóng lên trước, đó là để tránh chiếc Iveco ở phía sau. Xe phê tần tuy rằng bị hao tổn bị hao tổn, nhưng tính năng gia tốc vẫn ưu tú, mắt thấy khoảng cách với chiếc xe phía trước càng lúc càng gần. Trương đại quan nhân đột nhiên chuyển hướng, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra khỏi mù, xe phê tần lao lên trước. Ngay sau đó chiếc Iveco ở sau cùng cũng lao theo. Trương Dương nhanh chóng cài số lùi, dậm chân ga hết cỡ, đâm ngang thân xe Iveco từ sau đang lao tới. Chương 2121, cảnh còn người mất một. Trong va chạm cùng cấp số, chiếc Iveco rõ ràng chịu thiệt, bị Trương Dương điều khiển đuôi xe va vào thân giữa, thân xe lực trùng kích cường đại đã lật nghiêng. Kỳ Sơn dừng xe lại, lảo đảo từ bên trong xe đi ra bởi vì khi đâm xe vừa rồi chán hắn đập vào kính trước, cho nên chảy không ít máu. Trương Dương cũng chui ra khỏi xe, đi tới phía trước chiếc Iveco bị lật nghiêng, kéo hai người ở bên trong ra, phân biệt chế trụ huyệt đạo của bọn họ, sách cổ áo họ, ném vào một chỗ với hai tên đồng bọn vừa rồi. Kỳ Sơn vốn định đi tới, nhưng đầu óc mơ màng, hắn không thể không bám vào cột, đứng dựa vào đó cho khỏi ngã. Cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, tựa hồ nhìn thấy mọi người chạy tới chạy lui, lại tựa hồ nghe thấy tiếng Lâm Tuyết Quyên gọi tên hắn đầy lo lắng, đến cuối cùng thì ý thức của hắn trở thành một mảng hỗn độn. Kỳ Sơn khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, hắn kinh hô Tuyết Quyên. Trung quanh không hề có ai. Trương Dương từ trong phòng nghỉ bên cạnh đi ra, hắn cười nói anh tỉnh rồi à. Kỳ Sơn thở phào nhẹ, tôi sao lại ở đây? Trương Dương chỉ chỉ vào đầu mình, Kỳ Sơn vươn tay ra sờ một chút, phát hiện trên đầu mình quấn đầy băng, hắn nhớ tới tình cảnh lúc ấy bị hai chiếc Iveco giáp công, nhớ tới chán mình va vào kính trước, Kỳ Sơn nói cũng may chúng ta đều còn sống. Trương Dương nói, bốn tên đó bị tôi bắt rồi, không một tên nào chạy thoát cả, hiện tại tất cả đều bị phân cục cảnh sát khu Bạch Sa đã khống chế, loan cục đang thẩm vấn. Kỳ Sơn nói, không biết mục tiêu lần này của bọn họ là anh hay là tôi. Trương Dương nói, là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều bình an. Kỳ Sơn nhìn nhìn chung quanh, hắn không hề nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tuyết Quyên, điều này khiến cho hắn ít nhiều có chút mất mát. Trương Dương đoán được tâm tư của hắn, nói khẽ: "Lâm Tuyết Quyên cùng tôi đưa anh tới bệnh viện, cô ta lúc ở trên xe cấp cứu suốt cả quãng đường đều cầm tay anh, có điều, sau khi tới bệnh viện nghe bác sĩ nói anh không sao thì cô ta đi rồi, có thể là không muốn người khác nhìn thấy." Kỳ Sơn mấp máy môi. Trương Dương nói: "Thật sự không hiểu hai người." nếu yêu nhau thì vì sao không nói rõ tình cảm của mình kỳ sơn nói tôi có chút đau đầu muốn nghỉ ngơi một lát trương dương biết hắn đang lảng tránh đề tài này cười nói anh nghỉ ngơi đi tôi ở ngay phòng bên cạnh có gì thì gọi tôi kỳ sơn nói tôi không sao anh trở về nghỉ ngơi đi trương dương nói quá nửa đêm rồi tôi cũng chẳng muốn về ở phòng bên cạnh có giường tôi qua đêm luôn ở đây hơn nữa bên ngoài có cảnh sát bảo vệ ngủ cũng an tâm hơn Kỳ Sơn gật đầu, hắn nhìn thấy điện thoại trên đầu giường, cầm điện thoại thì phát hiện điện thoại đã tắt. Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên tắt đấy, nói sợ có người quấy rầy anh nghỉ ngơi, cô ta thực sự rất quan tâm anh. Kỳ Sơn lộ ra nụ cười cực kỳ phức tạp. Kết quả thẩm vấn của Loan Thắng Văn đã có, bốn gã nghi phạm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mưu sát tối hôm qua, chỉ nói là nhận tiền của người khác, mục tiêu của bọn họ là Kỳ Sơn, Trương Đại Quan Nhân sau khi nghe vậy thì trong lòng không ngờ có chút mất mát, không ngờ tối hôm qua mình chỉ là nhân vật phụ, không phải chứ, bình thường mình luôn luôn đều là nhân vật chính cơ mà, mục tiêu mưu sát lần này không ngờ không phải là mình. Đương nhiên Trương Đại Quan Nhân cũng sẽ không thực sự bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy mất mát. Đối với chuyện này Trương Dương ít nhiều biểu hiện ra lòng hiếu kỳ, trên đời không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, người khác vì sao muốn mưu sát anh? thù giết cha hay là hận đoạt vợ chứ những cái đó ra thì cũng chỉ có phân tranh lợi ích loan thắng văn tự mình hỏi kỳ sơn hắn trước tiên đưa ảnh của bốn gã hung phạm tối hôm qua cho trương dương và kỳ sơn phân biệt sau khi xác nhận không nhầm thì loan thắng văn nói bốn người này tất cả đều được thuê các anh trước đó có từng gặp bọn họ hay không trương dương lắc đầu kỳ sơn cũng lắc đầu hắn nói khẽ bọn họ được ai thuê loan thắng văn nói tôi cũng rất cảm thấy hứng thú đối với điểm này nhưng căn cứ vào tình huống thẩm vấn của tôi thì bốn người này rõ ràng không biết nội mạc bọn họ chỉ cầm tiền làm việc sau lưng còn có một ông chủ và người thuê hắn tạm dừng một chút nhìn thẳng vào mắt kỳ sơn rồi nói kỳ sơn chẳng lẽ anh không rõ lắm mình đã đắc tội với ai ư kỳ sơn lắc đầu nói không nếu tôi biết người này là ai thì tôi đã sớm đi tìm hắn báo thù rồi loan thắng văn nói xem ra cử nhân của anh thật sự là không ít nhớ rõ nhớ rõ không lâu trước đây có người tố cáo với cảnh sát anh giấu ma túy ở khách sạn tuệ nguyên kỳ sơn nói sự kiện đó đã điều tra xong rồi là người khác vu hãm tôi loan thắng văn nói kỳ sơn tôi muốn anh rõ một chuyện nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ thù này của anh chỉ sợ hắn còn có thể xuống tay với anh tiếp hoặc là xuống tay với người bên cạnh anh nếu anh muốn giấu gì thì không có lợi cho bản thân anh cho nên tôi muốn anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi Kỳ Sơn nói, tôi vẫn luôn rất phối hợp rất phối hợp với cảnh sát, tôi cũng không giấu giếm gì cả. Loan Thắng Văn từ miệng Kỳ Sơn không hỏi ra được tin tức gì có giá trị, khi hắn đi, Trương Dương tiến hắn xuống dưới lầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Tuyết Quyên đi tới, từ xa cười cười với Trương Dương rồi sau đó vội vàng lên lầu. Loan Thắng Văn nhìn bóng dáng của Lâm Tuyết Quyên, nếu tôi không nhìn lầm thì cô ta hình như là vợ của Họ Vân Trung. Trương Dương nói, cô ta và Kỳ Sơn là bạn học cũ. Loan Thắng Văn nói, tôi nghe nói hai vợ chồng Hoác Vân Trung đang ly hôn, không biết có phải có liên quan tới Kỳ Sơn hay không. Trương Dương cười nói, tôi rất ít quan tâm tới chuyện tình cảm của người khác, Loan Cục từ lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với việc này thế. Loan Thắng Văn nói, Kỳ Sơn này rất không đơn giản, Trương Dương, chúng ta là lão bằng hiếu, tôi cảm thấy vẫn phải nhắc nhở anh một câu, tốt nhất tránh xa hắn một chút. Trương Dương nói, lời nói của Loan Cục rất có đạo lý, nếu ngày hôm qua tôi không phải đi nghe ca nhạc cùng hắn thì cũng sẽ không gặp trận đuổi giết này có điều kể ra thì kỳ sơn nên cảm tạ tôi nếu ngày hôm qua tôi không có mặt thì hắn chẳng phải chết ngắc rồi ư loan thắng văn nói một người không thể vĩnh viễn gặp may mắn khi nào vận khí dùng hết rồi thì anh sẽ phát hiện rất nhiều lúc còn cần phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán trương dương nói tôi gần đây luôn gặp vận xui loan thắng văn nói vậy càng cần phải thận trọng hơn Lâm Tuyết Quyên đến khiến Kỳ Sơn vô cùng vui sướng, nhưng Kỳ Sơn lại là một người cực kỳ nội liếm, cho dù là trong lòng cao hứng nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra, hắn rất bình thản nói em đến rồi à. chương 2122, cảnh còn người mất hai. Lâm Tuyết Quyên gật đầu, nhìn thấy trên đầu Kỳ Sơn quấn băng thì nói khẽ còn đau không. Kỳ Sơn lắc đầu, chúc thương vật này không thành vấn đề. Lâm Tuyết Quyên nói, vì sao cuộc sống của các anh luôn tràn ngập phiêu lưu kỳ sơn ngây ra một thoáng rất nhanh liền minh bạch các anh mà lâm tuyết quyên nói chẳng những bao gồm hắn mà còn cả người khác người đó có lẽ chính là hoác vân trung chồng cô ta kỳ sơn nói anh thích cuộc sống an nhàn nhưng hiện tại phát hiện loại cuộc sống này cách anh quá xa lâm tuyết quyên nói đó là bởi vì anh không biết buông bỏ kỳ sơn nhìn ánh mắt sáng rực nhưng chen đa phi thương cảm của lâm tuyết quyên không bỏ xuống được nội tâm giống như bị kim đâm loại cảm giác đau đớn này rất nhanh theo thần kinh truyền khắp toàn thân của cô ta, đau đến độ cô ta cơ hồ không thể hô hấp, cô ta biết Kỳ Sơn không không bỏ mình xuống được, nhưng cũng còn cả cái khác nữa. Kỳ Sơn nói, anh hiện tại mới phát hiện, một người không cầm thiết phải vọng cầu quá nhiều, nếu nhân sinh cho anh một cơ hội làm lại, anh sẽ lựa chọn đơn giản, cuộc sống đơn giản, tình cảm đơn giản, như vậy mới là chân lý của nhân sinh, như vậy mới có thể tìm được hạnh phúc chân chính. Lâm Tuyết Quyên nói, nhưng anh lại lựa chọn một con đường phức tạp. Kỳ Sơn mỉm cười nói, cho nên tôi cảm thấy mình không hạnh phúc, nhưng con đường này đã đi được một nửa rồi, muốn quay đầu lại. Hắn không nói hết, lặng lặng nhìn Lâm Tuyết Quyên, tựa hồ muốn từ cô ta tìm được đáp án. Lâm Tuyết Quyên nói, trên đời này vốn không có con đường quay lại, không ai có thể vĩnh viễn không thay đổi, nhưng đợi khi anh quay đầu lại thì vật con như người đã khác. Nói tới đây, mũi cô ta cay cay, cảm giác như muốn khóc. Kỳ Sơn nói, có phải có rất nhiều điều muốn hỏi anh hay không? Em cứ hỏi đi, anh sẽ không giấu em. Lâm Tuyết Quyên lại hoa tươi, em không có hứng thú với chuyện của anh. Cô ta nói xong thì đặt hoa tươi xuống rồi xoay người bước đi. Kỳ Sơn ngơ ngác nhìn bóng dáng của cô ta, tựa hồ máu của mình trong nháy mắt bị rút hết, lời nói vừa rồi của hắn là xuất phát từ phế phủ, nếu Lâm Tuyết Quyên hỏi hắn, hắn sẽ không chút do dự nói hết với cô ta, bao gồm cả trước khi mình đã làm gì nhưng cô ta dùng một câu không có hứng thú để cự tuyệt mình. Kỳ Sơn từ đáy lòng cảm thấy bi ai, hắn có tài phú, có tất cả trong mộng tưởng, nhưng lại phát hiện mình cách cuộc sống trong mộng tưởng càng ngày càng xa, hắn thậm chí không có một chi kỷ để có thể tâm sự. Ngũ ca từ bên ngoài bước vào, tới bên giường Kỳ Sơn, hắn nói khẽ anh không sao chứ. Kỳ Sơn lắc đầu, nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói, giúp tôi làm thủ tục, tôi muốn lập tức xuất viện. Kỳ Sơn lần này bị tập kích tác động tới sự chú ý của rất nhiều người, trong đó không chỉ có bằng hữu của hắn, còn có một số người không tưởng được, khi Kỳ Sơn chuẩn bị rời khỏi thì Hoắc Vân Trung đến, trên người Hoắc Vân Trung mặc cảnh phục, từ cách ăn mặc này cho thấy, hắn đã được phân công trở lại, xem ra hồi nguy cơ trước đó đã qua rồi. Trong mắt Hoắc Vân Trung không ngờ không hề lộ ra vẻ cừu hận và phẫn nộ, điều này khiến cho Kỳ Sơn cảm thấy có chút bất ngờ, hắn chủ động nói, "Điều nên nói tôi đã nói hết với Loan cục rồi." tôi đang chuẩn bị xuất viện. Ánh mắt Hoác Vân Trung dừng trên cái chán bị thương của Kỳ Sơn, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường. Hoác Vân Trung nói, không ngờ anh có nhiều cừu nhân như vậy. Kỳ Sơn cười cười, không trả lời. Ánh mắt của Hoác Vân Trung và Kỳ Sơn cơ hồ đồng thời dừng trên bó ở tủ đầu giường, vẻ đố kỵ trong mắt Hoác Vân Trung khẽ lóe lên, nói khẽ cô ta tặng à. Kỳ Sơn không hề phủ nhận, gật đầu nói cô ta là người thiện lương hoác vân trung nói đối với anh mà nói thì có lẽ là vậy nhưng đối với tôi mà nói thì cô ta rất tàn nhẫn kỳ sơn nói giữa chúng tôi rất trong sạch thuần khiết hơn anh tưởng tượng rất nhiều hoác vân trung nói phải bội trên tinh thần so với phản bội về thể xác thậm chí còn nghiêm trọng hơn kỳ sơn nói có một điểm tôi và anh giống nhau hả hoác vân trung thật sự nghĩ không ra mình và kỳ sơn có gì điểm giống nhau nếu thật sự phải miễn cưỡng nói ra thì đó là bọn họ đều yêu một nữ nhân. Câu trả lời của Kỳ Sơn lại nằm ngoài ý liệu của Hoắc Vân Trung, chúng ta đều không biết quý trọng, không phải không tìm thấy hạnh phúc mà là chúng ta đã bỏ lỡ hạnh phúc. Hoắc Vân Trung bật cười ha ha, ánh mắt hắn không nhịn được phun ra lửa giận, hắn nhìn thẳng vào Kỳ Sơn rồi gần từng chữ, anh là người vô sỉ nhất tôi từng gặp. Kỳ Sơn nói, bất kỳ chuyện gì cũng đều là tương đối mà thôi. Hoắc Vân Trung nói, anh có thể lừa được người khác, nhưng anh lại không lừa được tôi. Lúc trước trên hôn lễ của Đinh Triệu Dũng, vở kịch đó căn bản chính là một tay anh đạo diễn. Kỳ Sơn bộ dạng không hiểu gì cả, anh đang nói chuyện gì vậy? Hoắc Vân Trung nói, lần này không phải là bị va đến hỏng đầu rồi chứ. Là anh cố ý phóng ra tin tức, nói Tuệ Nguyên có dấu đại lượng ma túy, vạch một cái bẫy để chúng tôi chui vào, mượn tay cảnh sát chúng tôi, đồng thời thành công khơi màu mâu thuẫn giữa chúng tôi và Trương Dương, đòn này rất đẹp, nhất tiễn song điêu, anh có phải rất đắc ý hay không? Kỳ Sơn mỉm cười nói, anh nghĩ tôi quá thông minh, cũng coi cảnh sát quá vô năng, thật ra tôi cũng không thông minh như vậy, có điều cảnh sát các anh thì quả thực rất vô năng, em trai tôi đã chết lâu như vậy rồi, đến bây giờ vẫn chưa tra ra hung phạm phía sau màn. Hoác Vân Trung không hề bị Kỳ Sơn chọc giận, hắn nói khẽ kế hoạch của một người bất kể chu mật cỡ nào, ít nhiều cũng sẽ lộ ra một số sơ hở. Anh cho rằng mình rất lợi hại, nhưng anh vẫn làm ra chuyện giấu đầu lòi đuôi. Tin tức giả có thể khiến chúng tôi vô công mà về, nhưng lại từ một khía cạnh chứng tỏ một chuyện, anh có liên quan nhất định tới một số chuyện xấu xa. Kỳ Sơn nói, khẳng định như vậy ư? Hoắc Vân chung gật đầu. Nói nói, anh có chứng cứ không? Anh là cảnh sát, chuyện không có chứng cứ thì trăm ngàn lần đừng nói lung tung. Hoắc Vân Trung nói, anh tin lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt không? Kỳ Sơn gật đầu, tôi tin vào thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng. Hoắc Vân Trung nhìn thẳng vào hai mắt hắn, anh sẽ gặp báo ứng. Tôi chờ. Hoắc Vân Trung đứng lên, hắn rất bất ngờ cầm lấy bó hoa tươi để trên tủ, cầm ra ngoài, sau đó thì hung hăng ném vào thùng rác. Trong kế hoạch của Trương Dương là cùng Chu Hưng Quốc, Tiết Vĩ Đồng trở về Tân Hải, nhưng hắn đột nhiên nhận được điện thoại của phía Tân Hải, hai ngày nay sắp có bão rồi, bão nhiệt đới lớn nhất năm nay vào tối nay dạng sáng mai sẽ tới hải vực gần Bắc Cảng. Trương Dương trước khi tới Đông Giang cũng biết chuyện này, có điều dự báo lúc đó là gió lốc sẽ đi qua đường ven biển cách Bắc Cảng 50 hải lý, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới địa phương Bắc Cảng, nhưng dự báo thời tiết mới nhất lại nói, bão nhiệt đới chuyển hướng, rất có thể SX đổ bộ vào Bắc Cảng, đối với cuộc sống và sản xuất của địa phương sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn chương 2123, cảnh còn người mất ba. Trước mắt các nơi của Bắc Cảng đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tích cực đối kháng với trận bão này, Trương Dương Thân là bí thư thị ủy Tân Hải thì đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Hắn phải về Tân Hải trước khi trận bão này tới, tổ chức lãnh đạo thành phố đấu tranh với thiên nhiên. Trương Dương không hề gọi Chu Sơn Hổ, tự hắn lái xe về Tân Hải, trên đường cũng đã từ dự báo thời tiết nghe được bão nhiệt đới không ngừng tăng mạch, Tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên càng lúc càng ác liệt, Trương Dương cũng có chút bất an, hắn gọi điện thoại cho thị trưởng Hứa Song Kỳ hỏi tình huống chuẩn bị của Tân Hải. Hứa Song Kỳ nói: "Bí thư Trương, anh đừng lo, hàng năm bão to bão nhỏ có tới mười mấy trận, cán bộ các giai tầng của chúng ta đã khá có kinh nghiệm để ứng đối với loại thiên tai này." Trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin, ở phương diện này hắn so với Trương Dương thì có quyền lên tiếng hơn. Trương Dương nói: "Lão Hứa, Tôi nghe dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Trung ương, bão nhiệt đới lần này hình như rất lợi hại, tốc độ di chuyển rất nhanh, hơn nữa gió lốc có xu thế không ngừng tăng mạnh. Hứa Song Kỳ nói, hiện tại dự báo thời tiết không đáng tin đâu, hồi tháng 6 nói sẽ có bão, nhưng bão tới sát biển thì hết, tôi ở vùng này sống hơn 30 năm rồi, chưa hề trải qua một trận bão to này, vị trí địa lý của chúng ta chắc không có siêu bão đâu, dự báo thời tiết nghe thì cứ nghe thôi. Trương Dương nói, lão Hứa anh không thể khinh thường được. Hứa song kỳ nói, tôi nói như vậy cũng không phải là có ý khinh thường, chúng ta phải coi trọng trên chiến lược, trong lòng thì cứ coi thương nó. Trương Dương nói, anh mở một cuộc họp cán bộ đi, nhắc bọn họ phải coi trọng bão lần này. Hứa song kỳ nói, yên tâm đi, tôi sẽ lập tức cho họp. Trương Dương nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, tôi 5 tiếng đồng hồ sau chắc có thể trở lại Tân Hải. Lúc này bác cảng vẫn tràn ngập trong ánh mặt trời, Hạng Thành đứng trên hải đăng của cảng mới ngắm nhìn mặt biển phương xa, bên cạnh là phó bí thư thị ủy Cung Kỳ Vĩ. Hạng Thành nhìn trong chốc lát, xoay người nói với Cung Kỳ Vĩ, xem ra dự báo thời tiết hôm nay lại không đáng tin rồi, nói cái gì báo nhiệt đới rớt, đừng nói báo, ngay cả mây cũng chẳng thấy, trời quang mây tạnh, giống như sắp có bão lắm à. Cung Kỳ Vĩ nói, bí thư Hạng Hạ thông chi chống thiên tai, tôi đã sai người nhắn xuống rồi. Hạng Thành nói, báo động trước bão năm nay có tới 4 năm lần rồi, lần nào cũng sói tới sói tới, thông chi chống thiên tai của chúng ta cứ cách năm 3 tuần lại hạ xuống một lần, nhưng mỗi lần đều là sợ bóng sợ gió. Cung kỳ vĩ cũng hiểu về khí hậu của vùng Bắc Cảng này, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói khẽ, để phòng vạn nhất đi, làm đủ chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo cũng không có gì thiệt cả. Khi nói chuyện thì điện thoại của Hạng Thành lại vang lên, chính là người phụ trách của Cục Giám sát khí hậu Hải Dương thành phố Bắc Cảng gọi điện thoại, thông báo với y báo sẽ đổ bộ vào trạng vạng hôm nay, sức gió trung tâm có thể đạt tới cấp 10. Hạng Thành nghe xong báo cáo thì gác điện thoại nói với cung kỳ vĩ, lần này có lẽ là thật đấy, thời gian trạng vạng sẽ đổ bộ, dự tính sức gió trung tâm có thể đạt tới cấp 10, sẽ có mưa to, hay là thông chi cho mọi người, làm tốt chuẩn bị ứng đối với tình hình thiên tai đi. Cung kỳ vĩ trịnh trọng gật đầu, hạng thành chậm rãi đi về phía kia của hải đăng từ góc độ này nhìn bắc cảng dưới ánh mặt trời sắc thái rực tỡ như vậy hạng thành thực sự có cảm tình với tòa thành thị này người ngoài không biết y đã bỏ bao nhiêu tâm huyết và cố gắng cho nó hai tay hạng thành vịn vào lan can một con hải âu từ bên dưới bay lên sát ngay trước mặt tò mò nhìn y sau đó thì chắp cạnh hạ xuống lan cạn ở bên trái y chim chóc cũng không sợ y trên thực tế sau khi hạng thành đảm nhiệm chức bí thư thị ủy bắc cảng cũng đã ra lệnh cho người dân phải bảo vệ loài chim địa phương, cấm đánh bắt cá bằng mìn. dưới chính lệnh này, chim chóc và các thị dân thành lập được tình cảm rất tốt, chúng nó cũng không sợ người, một trận gió nhẹ thổi tới, hải âu đón ánh mặt trời liên tục làm động tác rung cánh, hai móng lại không rời khỏi lan can. Hạng Thành nhìn chim chóc xinh đẹp, không khỏi lộ ra nụ cười. Quản lý viên của Hải đang đưa một bọc thức ăn ra xúc bọc nhỏ lên, bình thường hắn thường xuyên ở đây cho hải âu ăn cho nên hắn mới làm như vậy để lãnh đạo vui. Phía sau không xa hai phóng viên địa phương đã chuẩn bị tốt, đang chờ đợi chụp được hình ảnh phấn khích bí thư thị ủy cho Hải Âu ăn. Hạng thành cười cười lắc đầu, để một miếng thức ăn vào lòng bàn tay, vẻ mặt của Há Ni tràn ngập vẻ từ tự ái, tựa như người cha đang nhìn đứa con nhỏ, y rất rất cẩn thận đưa tay ra, Hải Âu trước tiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn y, sau đó thì rè dặt vươn ra, dùng miệng ăn màu thức ăn ra súc, nhưng động tác của nó lại dừng ở giữa được bên dưới hải đăng truyền đến những tiếng động ồn ào, tất cả mọi người bị tiếng động này làm giật mình, từ phía dưới hải đăng, cả trăm con chim tung cánh bay lên, che khuất cả bầu trời, con hải âu đang định ăn thức ăn trong lòng bàn tay của hạng thành cũng bỏ động tác mổ, dùng sức rung mạnh hai cánh, sau đó giống như một luồng điện bạc bay vào bên trong đại quân chim. Chỉ có đương sự mới có thể cảm nhận được sự rung động trong lòng lúc này, quản lý viên hải đăng sắc mặt thay đổi, Hắn đã công tác hơn 20 năm ở trên tòa hải đăng này rồi, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh như hôm nay. Hạng Thành cũng biến sắc, cánh chim che đi ánh mặt trời, đồng thời cũng bao phủ cả lòng y. Thư ký bên cạnh ngay lập tức chạy tới chạy tới hắn giơ hai tay lên bảo vệ Hạng Thành, "Bí thư Hạng, chúng ta đi thôi." Đối mặt với cả trăm con chim cùng nhau bay lên, trong lòng mỗi người cũng có chút không yên. Hạng Thành cười cười, ý đồ dùng nụ cười ra hiệu mình không cần, mình vẫn khí định thần nhàn thân là bí thư thị ủy nên có khí phách như vậy, nhưng đỉnh đầu bỗng nhiên lạnh toát, không biết con chim nào ị lên đầu hắn. Máy ảnh trong tay hai phóng viên không ngừng chụp, dưới kỳ quan như thế này, bản năng lấy tin không cho họ quên. Cũng may trong toàn bộ quá trình chim không hề khởi xướng tấn công với nhóm người này, chỉ tùy ý ị bậy, không hề mang tới sự thương tổn cho họ. Nhóm người đi xuống hải đăng, mặc kệ sự dơ giấy trên người, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chim bay càng lúc càng cao, đông nghịt như mây đen, bay nhanh về hướng Bắc. chương 2124, bão đột kích 1 Thiên không màu lam một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, ánh mặt trời so với vừa rồi còn gắt hơn. Hạng thành nói, vận khí của chúng ta không tồi, không ngờ có thể nhìn thấy một kỳ quan kiếm có như vậy. Nói còn chưa dứt lời thì lại có một con chim y lên vai hắn, vẻ mặt của hạng thành vì xấu hổ mà cứng ngắc ra đó. Người nhìn thấy cảnh này thì không ai dám cười, Cung Kỳ Vĩ nói, bí thư hạc, thường thường trước khi có thiên tai lớn, động vật sẽ phát hiện sớm nhất, có lẽ đây là chúng nó đang báo động trước cho chúng ta. Hạng Thành không nói gì, nhận lấy khăn mặt do thư ký đưa tới, lau cứt chim trên người, mang theo một loại mùi lạ chui vào trong ô tô. Cung Kỳ Vĩ lên xe theo, hắn đang chờ Hạng Thành đưa ra phương án ứng đối. Hạng Thành nói, trước tiên cho tan làm trước một giờ, thông báo với toàn thành phố rằng bão nhiệt đới có thể sẽ đột kích, để bộ môn các cấp làm tốt biện pháp chuẩn bị khẩn cấp, thông chi cho bộ môn công an, từ giờ trở đi cả 24 tiếng đồng hồ phải ở vào trạng thái khẩn cấp, cầu thông với chính ủy quân phân khu một chút, bảo bộ đội làm tốt chuẩn bị hiệp trợ chống thiên tai, làm tốt cảnh giới bờ biển, để tất cả thị dân rút về trong phạm vi an toàn, bất kể trận bão nhiệt đới này có đến hay không thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bảo đảm an toàn cho sinh mệnh và tài sản của tất cả thị dân. Từ những lời này của hạng thành có thể nhìn ra, y đã rất coi trọng trận bão nhiệt đới có khả năng sẽ đến này. Càng tới gần Bắc Cảng thì nhiệt độ không khí càng oi bức, Trương Dương khi xuống đường cao tốc thì đã là 4 rưỡi chiều, áp khí rất thấp, có điều thời tiết vẫn sáng sủa, ánh mặt trời vẫn gắt như cũ, trên bầu trời không có nổi một ngọn gió này, cũng không thấy mây, Trương Dương đỗ ô tô lại bên cạnh một quán bán nước giải khát. Hắn một đường chạy đến Bắc Cảng, nước đã uống hết rồi, lúc này cảm thấy có chút khát nước. Trương Dương mua một chai nước khoáng lạnh, sau khi uống hết nửa bình thì mới thấy thoải mái hơn một chút. Ông chủ cửa hàng thầm oán, dự báo thời tiết đúng là không đáng tin, nói là có bão nhiệt đới, chó má. Trời nóng đến chết người luôn. Trương Dương vứt bình nước đã uống hết vào thùng rác, lại bảo ông chủ cửa hàng mang cho mình một thùng để vào cốp. Sau khi khởi động ô tô, Trương Dương bấm điện thoại của Phó Trường Trinh, "Trường Trinh, có tin tức gì không?" Phó Trường Trinh nói, vừa mới hỏi qua cục Hải Dương rồi. Nói bão nhiệt đới đã chậm lại, có thể là tới chạm hơn so với thời gian dự tính, cũng có thể trận bão lần này trực tiếp đi qua Bắc Cảng, sẽ không ảnh hưởng đến Bắc Cảng, ai biết được, chuyện thiên nhiên rất khó nói. Trương Dương nói, tôi là nói thị lý có làm tốt biện pháp ứng đối hay không? Phó Trường Trinh nói, thị trường vừa mới mở họp, thành thị vùng Duyên Hải ứng đối với loại khí hậu ác liệt này vẫn có kinh nghiệm nhất định, có điều vừa rồi phía Bắc Cảng Hạ thông chi, yêu cầu bộ môn các cấp làm tốt biện pháp ứng đối, trường học đã được nghỉ. Đơn vị sự nghiệp cũng được tan tầm trước một giờ, vô cùng coi trọng đối với cơn bão nhiệt đới có thể sẽ tới lần này. Trương Dương nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẫn là tinh không vạn lý, hắn cười nói, có lẽ lần này đích xác là cục khí tượng báo sai, đến bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu có bão. Phó Trường Trinh nói, bất kể trận bão này có tới hay thì cũng vẫn cần phải áp dụng biện pháp dự phòng, phòng hoạn lúc chưa xảy ra mà. Trương Dương bật cười, Trường Trinh, cậu nói chuyện càng lúc càng giống một lãnh đạo. Phó Trường Trinh nói, tôi là lính của ngài, ngài mới là lãnh đạo của tôi. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một thứ đen xì lăn tới bánh xe, vội vàng đạp phanh, nhưng không kịp nữa rồi. Lái xe quả nhiên không thể phân tâm, vừa lái xe vừa gọi điện thoại rất dễ xảy ra chuyện. Phó Trường Trinh ở trong điện thoại nghe thấy Trương Dương kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng hỏi. Trương Dương cũng không nói kỹ với hắn, chỉ nói là không có chuyện lớn gì cả. Tuy rằng hắn không thấy rõ rốt cuộc là vật gì chui xuống dưới bánh xa, có điều hắn có thể kết luận khẳng định không phải là người. Trương Dương xuống ô tô, nghe thấy dưới bánh xe truyền đến tiếng gào thét, theo giọng nói nhìn lại thì liền thấy bánh xe sau ở bên phải có một con chó, nó đang nhìn Trương Dương với ánh mắt đáng thương. Trương Đại Quan Nhân nhìn nhìn bốn phía, Thấy không có ai, đổi thành người khác thì đã sớm bỏ đi rồi, nhưng Trương Đại Quan Nhân là người rất có trách nhiệm, hơn nữa ánh mắt của con chó đầy vẻ bất lực và cầu xin thương xót, không ngờ làm Trương Đại Quan Nhân xúc động, vì thế Trương Dương đi tới bên cạnh nó, kiểm tra một chút, chân trái trước của con chó bị bánh xe nghỉa qua, đã bị đứt, Trương Dương tìm một cành cây cố định hân cho nó, sau đó thì đặt vào trong cốp. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì 10 phần có 9 sẽ cho rằng Trương Dương là tên trộm chó sau khi mang con chó lên ô tô trương dương lái xe thẳng đến tân hải tới trung tâm hành chính tân hải thì nhìn thấy phó thị trưởng thường vụ đồng ngọc vũ từ bên trong đi ra đồng ngọc vũ nhìn thấy trương dương xuống xe thì vội vàng cười cười ra đón bí thư trương ngài đã về rồi à trương dương gật đầu nghe nói bão nhiệt đới sắp tới cho nên vội về ngay đồng ngọc vũ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên không hình như không tới đây đài khí tượng này còn không đáng tin bằng mắt của tôi lúc này phó trường trinh cũng từ bên trong đi ra hắn là nhìn thấy ô tô của trương dương đã tới bãi đỗ xe cho nên ra đón trương dương ném cho hắn chìa khóa xe rồi nói trường trinh trong xe có một con chó bị thương giúp tôi chiếu cố nó phó trường trinh còn tưởng rằng mình nghe lầm mở cốp ra thì thấy quả nhiên có một con chó vàng nằm đó hắn không khỏi bật cười bí thư trương ngài từ lúc nào cũng bắt đầu nuôi thú cưng vậy trương dương nói trên đường bị tôi đâm phải không biết chủ nhân là ai tôi không thể vứt nó lại giữa đường được, xương đùi trước của nó bị gãy rồi, tôi là người gây họa cho nên tôi phải chịu trách nhiệm. Đồng Ngọc Vũ và Phó Trường Trinh đều cảm thấy có chút buồn cười. Trương Dương nói với Đồng Ngọc Vũ, thị trưởng hứa đã dặn dò việc chuẩn bị chống bãi chưa? Đồng Ngọc Vũ gật đầu, hắn đi theo Trương Dương trở lại văn phòng bí thư. Trương Dương đi tới mở TV, trên tivi đang phát dự báo thời tiết mới nhất, vốn đã báo bão rất sẽ đổ bộ vào buổi chiều, nhưng với tốc độ trước mắt thì cho dù đến Bắc Cảng cũng phải là buổi trưa ngày mai, có điều có một luồng khí xoáy nhiệt đới khác đang từ phía nam tiếp cận bên này. Đồng Ngọc Vũ nhìn về phía bản đồ vệ tinh, bí thư trương, xem ra hôm nay không cần phải lo rồi. Trương Dương nói, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đồng Ngọc Vũ nói, lần này thị lý vô cùng coi trọng trận bão nhiệt đới lần này, tôi cũng đồng ý là phải coi trọng, nhưng vô số kinh nghiệm trong lịch sử chứng minh, địa khu Bắc Cảng chúng ta trước giờ không có bão lớn, hơn nữa chúng ta từ trên xuống dưới đều rất coi trọng như vậy trận bão nhiệt đới này, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. chương 2125, bão đột kích 2 Trương Dương nói, không có vấn đề là tốt nhất, tính tình của thiên nhiên chẳng ai đoán được, nếu thật sự là phát huy thì chúng ta cũng đành bất lực. Đồng Ngọc Phú cười nói, không phải nói nhân định thắng thiên ư. Trương Dương nói, nhân định thắng thiên cũng phải xem anh là thuận thiên hay là nghịch thiên, anh không tôn trọng thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ không tôn trọng anh, hai năm nay chuyện xảy ra vì hoàn cảnh còn ít ư. Đồng Ngọc Vũ nói, hoàn cảnh vùng này của chúng ta cũng không tệ lắm. Trương Dương nói, chẳng cảm thấy gì mà không tệ cả, hiện tại toàn thế giới nơi nơi đều là cải tạo tự nhiên, kết quả là xảy ra hiệu ứng nhà kính, cái khác thì không nói, nhưng thiên tai thì năm nay nhiều hơn năm trước. Đồng Ngọc Vũ nói, cũng may mọi người đã ý thức được tầm quan trọng của bảo hộ hoàn cảnh hắn nhìn đồng hồ rồi nói, bí thư trương, tôi phải đi rồi, thị trưởng hứa bảo tôi tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu thị sát tình huống an toàn. Trương Dương nói, tôi cùng đi với anh. Dự báo của đài khí tượng quả thực khiến người dân Tân Hải khẩn trương một đoạn người dân, nhưng 6 giờ tối hôm đó thời tiết vẫn sáng choang, rất nhiều người dân đều cho rằng trận bão này đã đi qua Bắc Cảng. Trà dư tử hậu đàm luận nhiều nhất chính là đài khí tượng sao bản sự lớn vậy mà tỷ lệ báo sai lại cao như thế khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở ở sâu trong lòng Trương Dương vẫn cực kỳ quan trọng, tuy rằng hắn đã bị giải trừ quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nhưng tình huống đó là diễn trò cho người khác xem, trong chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Trương Dương đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết và cố gắng, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy trận bão này sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Đi ở trên đê, nhìn mặt biển bình tĩnh, Dương ở phương xa đã dần chìm vào trong nước biển, nhuộm đỏ cả chân trời, vô số kim quang cuộn sóng cuộn sóng toát ra màu nước biển càng lúc càng đậm tuy rằng ở ngay bờ biển nhưng vẫn cảm thấy nóng ngực thường hải thiên cũng ở trong những nhân viên đi theo hắn nói với trương dương bí thư trương xem ra bão sẽ không tới rồi chẳng những hắn nghĩ như vậy đa số mọi người ở đây cũng thế mọi người tin vào hai mắt của mình nhiều hơn là tin dự báo thời tiết trời quang mây tạnh thế này thì lấy đâu ra bão Trương Dương nói, bất kể trận bão này có tới hay không thì cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Thường Hải Thiên gật đầu, tất cả công trình đang xây dựng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã dừng rồi, các công nhân đều đã trở về nghỉ ngơi, đối với công trình trọng điểm thì đã an bài nhân viên đặc biệt tiến hành canh gác ngày đêm. Trương Dương nói, bão nhiệt đới rất một ngày chưa đi qua thì chúng ta một ngày không thể khinh thường. Hắn nói vài câu nhằm vào trọng điểm dự phòng, sau đó thì ra hiệu cho mọi người giải tán, ai đi làm chuyện này. Thường Hải Thiên không đi mà vẫn ở bên cạnh chờ hắn, chờ người khác đi rồi Thường Hải Thiên nói: "Bí thư Trương, lần trước chuyện của cảng Phước Long đã được giải quyết, phía Nhật đã gánh vác tiền thuốc men cho công nhân bị thương, cũng bồi thường về kinh tế, cũng may là có anh, nếu không phải anh tới Đông Giang tìm được võ trực Anh Nam, bức hắn thừa nhận chuyện này thì người Nhật Bản khẳng định còn khí thế bức nhân hơn." Trương Dương cười nói: "Bọn họ chính là như vậy, cho dù là ăn cắp đồ, anh không thể bắt quả tang thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận." đây là bản tính rồi. Thường Hải Thiên cảm thán nói, có điều sau khi đó sự kiện đó, công nhân của Cảng Phước Long đã sinh ra tình tự thù nhật không nhỏ, đến nay công tác vẫn chưa khôi phục bình thường. Trương Dương nói, chuyện này anh tìm bí thư cung mà nói, hiện tại khu bảo lưu thuế nhập khẩu tôi không được quản. Thường Hải Thiên nói, thật sự là không hiểu, lãnh đạo tỉnh chẳng lẽ không phát hiện ra sự cố gắng và trả giá của anh ư, chuyện này nếu không có anh ra mặt thì khẳng định sẽ ẩm ý lên rồi. Trương Dương cười nói, anh nghĩ như vậy nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ như vậy, bọn họ còn cảm thấy nếu không phải tôi chặn ngang một thì chuyện căn bản sẽ không ẩm ý lớn như vậy. Thường Hải Thiên nói, đổi hoàn cảnh đi, hắn đã không phải là người đầu tiên đề nghị Trương Dương như vậy. Trương Dương nói, anh bảo tôi làm đào binh à. Thường Hải Thiên nói, không phải làm đào binh, là đổi bộ đội cho anh, nếu cấp trên đã không tín nhiệm anh, anh ở đây cũng không có gì làm, cho dù miễn cưỡng lưu lại thì cũng khó tránh khỏi kết quả bị làm khó. Trương Dương bật cười, hắn đương nhiên biết Thường Hải Thiên là có hảo ý, làm bằng hiếu, Thường Hải Thiên đối với tao ngộ trước mắt của hắn cũng có chút khó chịu, cho rằng thường cấp bạc đãi hắn, thậm chí một độ sinh ra ý muốn từ chức, cuối cùng vẫn là dưới sự khuyên bảo của Trương Dương mới quyết định tiếp tục ở lại Tân Hải. Trương Dương nói, rất nhiều người đều đề nghị tôi đi, nhưng tôi luôn cảm thấy làm việc phải trước sau vẹn toàn, tôi hiện tại đi thì chẳng khác nào thừa nhận tôi thất bại ở tân hải thường hải thiên nói ở lại thì anh còn thảm hại hơn trương dương mỉm cười nói chưa chắc thường hải thiên nói tôi phát hiện anh là người quật cường không đến hoàng hà thì chưa từ bỏ ý định trương dương xoay người vỗ vai hắn nói tôi đang cân nhắc chuyện này bất kể bất kể đi hay là không đi thì tôi cũng sẽ báo quyết định của mình cho anh ngay từ xa một chiếc santana màu đen lái tới chỗ bọn họ sau khi ô tô dừng lại thì kiều mộng viện từ bên trong xe bước xuống thường hải thiên nói hai người nói chuyện đi tôi còn có việc phải làm kiều mộng viện tới bên cạnh trương dương giữa bọn họ đã một đoạn thời gian rồi không ở riêng với nhau ánh mắt của hai người gặp nhau không biết vì sao kiều mộng viện lộ ra có chút ngượng ngùng bí thư trương đến khảo sát à trương dương nói nơi này không có người ngoài cô cứ gọi tên tôi là được kiều mộng viện nói trên dưới khác biệt mà anh dù sao cũng Tân Hải bí thư thị ủy Tân Hải. Trương Dương mỉm cười nói, cô rốt cuộc là thích tôi ở bên trên hay là ở bên dưới? Mặt Kiều Mộng Viện càng đỏ hơn, đối với hành vi quấy rối của thằng cha này Kiều Mộng Viện đã sớm quen rồi, cô ta cũng biết phương pháp ứng phó, biện pháp tốt nhất chính là giả bộ không có nghe thấy. Cô ta nhìn nhìn mặt biển ở phương xa rồi nói khẽ, tôi nghe cục khí tượng Hải Dương thông báo, bão đã chậm lại, có thể sẽ đi qua biển Bắc Cảng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Bắc Cảng." Trương Dương nói, "Bởi vì trận bão này mà tôi đặc biệt từ Đông Giang chạy về, trên đường còn đâm phải một con chó." Kiều Mộng Viện à một tiếng rồi quan tâm nói, "Có nặng lắm không?" Trương Dương kể lại chuyện xảy ra vừa rồi, Kiều Mộng Viện lúc này mới yên lòng, gật đầu nói, "Anh về sau phải cẩn thận, làm chuyện gì cũng đừng hấp tấp." Trương Dương cười nói, "Tính hấp tấp ăn vào máu rồi." Kiều Mộng Viện nói, chuyến đi tới Đông Giang thế nào? Trương Dương vốn định nói ra chuyện Chu Hưng Dân làm mai mối cho hai người bọn họ, nhưng lời nói đến môi lại thay đổi chủ ý, chỉ cười cười không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 223